Dạ chào ba. Con dọn dẹp xong chưa? Dạ con đem củi vô hết, giấy dọn dẹp sạch sẽ hết rồi đó ba. Con còn nhỏ mà siêng năng quá. Dạ. Ta trả tiền cho con nè. Dạ con cảm ơn bà. Linh Chi, Linh Chi. Trời, tao kiếm mày quá trời luôn. Ủa, có chuyện gì vậy cô? Mày về nhà lẹ lên, mẹ mày đang bệnh nặng ở nhà kìa. Lẹ nha. Dạ thưa bà, con về. Mẹ, mẹ ơi mẹ, mẹ, mẹ tỉnh lại đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ, mẹ đừng làm con sợ mà mẹ. Mẹ đừng bỏ con mà mẹ. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ, mẹ tỉnh rồi mẹ. Trong người mẹ mệt lắm phải không mẹ? Mẹ, mẹ, mẹ có muốn ăn cháo không? Con ra con nấu cháo cho mẹ nha. Hay mẹ muốn uống nước, con lấy nước cho mẹ nha. À, hôm nay con đi làm việc con mới được người ta cho tiền đó mẹ. Con đi ra con mua đồ ăn hát cho mẹ nha mẹ. Mẹ. Linh Chi. Đây là miếng ngọc bội của cha con để lại. Con giữ lấy để mẹ nhắm mắt xuôi tay. Mẹ chỉ sợ không cần dặn được con những điều quan trọng. Mẹ, mẹ đừng nói nữa mẹ. Mẹ đừng nói nữa, mẹ đừng nói nữa mẹ. Mẹ đừng nói nữa, mẹ nhất định sẽ khỏe lại mà. Thôi ra con muốn lúc cho mẹ nha mẹ. Mẹ đừng nói nữa mẹ ơi. Mẹ. Mẹ đừng nói nữa. Thôi mẹ mệt rồi. Mẹ mệt rồi, mẹ đừng nói nữa mẹ ơi. Mẹ sẽ khỏe lại mà. Tự dưng mình hết đói hết mệt vậy. Bông hoa này thật kỳ diệu. Nhờ nó mình đã thoát chết.
Con nhỏ kia, tại sao nhà ngươi dám ngửi cái bông hoa này? Ngươi có biết là ta đã chờ đợi 10 năm nay rồi không? Trời ơi, ta đã đến cho một bước rồi. Con xin ông, con không biết. Con xin lỗi ông, con trả lại cho ông nào. Trả cái gì nữa? Nhà ngươi đã ngửi hết đụng bông rồi còn trả gì nữa? Ta cho nhà ngươi biết, người nào ngửi bông hoa này sẽ gặp nhiều may mắn, và ngược lại cũng sẽ gặp nhiều bất hạnh. Là người may mắn nhất nhưng cũng là người bất hạnh nhất là sao hả ông? Ta cho nhà ngươi biết, cái hoa này không phải dễ kiếm đâu. 10 năm chỉ nở một đóa hoa, mà khi đã ngửi nó rồi thì nhà ngươi sẽ gặp nhiều may mắn. Nếu ngươi không ngửi được lần thứ hai, lúc đó ngươi sẽ bị chết dần, chết mòn. Là con chỉ sống được 10 năm nữa thôi, rồi sau đó con sẽ kiệt hết sức lực mà chết hả? Đúng vậy. Tại vì cái hoa này 10 năm chỉ nở một lần, và nếu nhà ngươi không tìm được cái hoa này một lần nữa thì nhà ngươi sẽ chết dần, chết mòn. Con cầu xin ông ơi, ông giúp con, ông nói cho con cách làm sao để hết như vậy đi ông. Con cầu xin ông, con đội ơn ông luôn á ông. Hôm nay ta gặp nhà ngươi chắc cũng là có duyên với nhau đó. Dạ. Thôi, nhà ngươi đi theo ta đi, ta sẽ nhận nhà ngươi làm đệ tử, và ta sẽ hóa giải tác dụng lời quyền trong cái hoa này. Dạ không được ông ơi, con phải hoàn thành tâm nguyện của mẹ con, con không có đi theo ông được. Tâm nguyện của mẹ nhà ngươi là gì? Dạ, trước khi mẹ con chết, mẹ con nói phải tìm lại được cha con là ông Phú Hộ Lê. Chỉ cần đi qua cánh rừng này là tới rồi ông. Cha nhà ngươi là ông Phú Hộ Lê? Dạ. Nếu ông Phú Hộ Lê là cha của nhà ngươi thì ngươi đi tìm làm cái gì nữa hả? Dạ, trước khi mất, mẹ con có kể lại là ngày xưa mẹ con là người hầu trong nhà, bà Phú Hộ rất là dữ. Tuy là mặc dù hiếm muộn á, nhưng mà ông Phú Hộ không dám lấy thêm vợ lẽ. Rồi ông Phú Hộ thương mẹ con, hai người có mối quan hệ qua lại với nhau. Rồi mẹ con mang thai, bà Phú Hộ biết được, đánh đuổi mẹ con đi. Còn hâm dọa là nếu bén mảng quay lại á thì sẽ giết hại. À, thì ra là vậy. Nếu ông Phú Hộ Lê bộ tình bộ nghĩa như vậy thì ngươi đi tìm ổng làm gì nữa hả? Dạ, cha con đâu có biết là mẹ con có thai rồi bị đuổi đi đâu. Nên là mẹ con nói phải tìm lại được, rồi để con có chỗ nương tựa nữa. À, ông Phú Hộ Lê là người giàu nhất vùng này, nhà ngươi sẽ có một nơi nương tựa vững chắc. Được rồi, ta sẽ đi theo nhà ngươi. Ủa, ông đi theo con hả? Đi theo, chẳng bảo vệ nhà ngươi. Dạ, dạ, con cảm ơn ông. Đi, 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 đi. Dạ, dạ. Con hỏi nhà ông Phú Hội Lê ở đâu ạ? Con tìm nhà Phú Hội Lê làm cái gì? Dạ, con đi tìm cha con. Cha của con? Dạ. Cha của con là ai? Dạ, mẹ con dặn chỉ khi gặp được ông Phú Hội Lê mới nói cho ông biết. Mẹ con dặn như vậy? Dạ. Mẹ con là ai? Con phải nói rõ ràng cụ thể, ta mới giúp được. Ông giúp con ạ? Ừ. Dạ, mẹ con trước khi mất á có dặn là phải tìm được ông Phú Hộ Lê, sau đó đưa cho ông một cái ngọc bội. Ngọc bội? Con có thể đưa ta xem được không? Nhưng tên mẹ con là gì? Dạ, dạ không được đâu ông. Mẹ con nói là chỉ khi gặp được ông Phú Hộ Lê mới đưa cho ông thôi. Ta chính là ông Phú Hộ Lê đây. Dạ. Bông hoa may mắn kia thật là linh nghiệm. Vận may đã đến với con bé, nó đã tức thời gặp được cha của nó. Mời bà. Bà đâu rồi? Dạ. Gì vậy ông? Tôi đang cho con ngủ trong phòng mà. Vào nhà đi con. Đây là nhà của con mà, con vào đi. Ông à,
con bé này là ai vậy? Mà tại sao ông kêu nó vô nhà? Đây là bé Linh Chi, là con gái ruột của tôi. Bà đã đuổi mẹ nó trong lúc bụng mang dạ chữa. À, ông nói sao? Nó là con của chị Linh đó hả? Đúng. Ngày xưa bà dám qua mặt ta, nói thị Linh ăn cắp nữ trang rồi bỏ trốn, trong khi cô ấy đang bụng mang dạ chữa, không hề hay biết gì hết. Đã bỏ trốn đi thật xa, nuôi con một mình, chịu biết bao nhiêu cực nhọc, đến nỗi phải lâm trọng bệnh. Con gái của ta mới từng tuổi này thôi, phải làm thuê làm mướn, rồi xin ăn cơm thừa của người ta để nuôi mẹ nó. Ông phải hiểu cho tôi chứ. Tôi không thể nào chấp nhận được người ăn kẻ ở trong nhà mà lại đi quyến rũ ông chủ như vậy. Cho nên tôi... Bà, nè, bà coi chừng bệnh tim lại tái phát nữa. Nhưng việc sai trái của bà trước kia tôi đều bỏ qua hết. Nhưng từ bây giờ bà phải đối xử tử tế với bé Linh Chi, vì nó không còn chỗ nào để nương tựa nữa. Mẹ nó đã mất rồi. Được rồi, tôi xin lỗi ông vì những việc làm của tôi trước đây. Tôi xin hứa với ông là tôi sẽ đối đãi nó thật là tốt, cũng giống như là con ruột của tôi vậy. Tôi tin lời của bà. Con gái. Dạ. Dì của con bị bệnh tim, với lại mới sinh con nên sức khỏe không được tốt lắm. Con phải biết nghe lời dì, đừng làm phiền lòng dì nghe chưa. Dạ. Thôi được rồi, tôi ổn rồi. Ông đưa con vào trong, sắp xếp chỗ ở cho nó đi ông. Đi con. Ủa, con Linh Chi đâu rồi? Sao tao không thấy? Dạ, cô Linh Chi đi với ông chủ từ hồi sáng rồi bà. Lúc nào cũng kè kè bên ổng. Ta không ưa. Từ ngày có nó xuất hiện trong căn nhà này, chướng tai gai mắt. Bà ơi, bà bớt giận đi. Bà giận như vậy sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bà đó. Dạ, con nghĩ là chắc ông chủ mới nhận lại con gái, cho nên ông chủ mới chăm lo cho cô Linh Chi vậy thôi. Chứ cậu chủ nhà mình mới là người nói giỏi mà bà. Ta biết chứ. Chẳng qua là tại vì ta muộn con, cho nên ổng mới thay lòng đổi dạ đi tơ tình với mẹ của nó. Nhưng mà dù gì đi chăng nữa, ta cũng là chủ căn nhà này, và thằng Lực con của ta mới là người thừa kế căn nhà này. Còn con đó đó hả, chẳng qua là đứa con rơi, con thừa mà thôi. Chính vì điều đó mà ta mới nhân nhượng, đối xử tử tế với nó. Con biết mà. Với lại con thấy hình như là cô Linh Chi á, biết là bà không có ưa cổ, cho nên suốt ngày á, cổ cứ đi theo ông chủ hà. Mà con thấy ông chủ cũng cưng cổ dữ lắm nha, mua sắm cho cổ quá trời đồ luôn đó bà. Ta căm ghét con đó. Trước đây gia đình của ta êm ấm, chồng của ta lúc nào cũng hết mực thương yêu thằng Lực đó, mày thấy không? Từ ngày nó xuất hiện, ông tập trung lo lắng cho nó, lơ là thằng con trai của ta. Ta không có ưa nó, chẳng qua là ta nghe lời ông, đối xử tốt với nó, chứ không thôi hả, tống cổ nó ra khỏi nhà từ lâu rồi. Bà ơi, chết rồi bà ơi. Bà ơi, cái bây gì giờ, vậy? Bà phải thật bình tĩnh, nghe con nói nha bà. Cái chuyện này quan trọng lắm. Chuyện gì nói đi. Bà bình tĩnh chưa? Ta bình tĩnh rồi, nói đi chuyện gì? Ông sao? Đi với thầy đồ. Rồi sao nữa? Dạ, qua nhà quan huyện. Qua nhà quan huyện chưa làm hết. Gì? Cô Linh Chi ở chợ ngồi chờ. Ông đi giữa đường, bị lật thuyền chết đuối chết rồi. Hả? Nhưng mà tại sao qua nhà quan huyện làm cái gì? Mà bị lật thuyền chết đuối là sao? Nói lại cho ta nghe coi. Hả? Dạ, ông qua nhà quan huyện để làm khế ước phân chia tài sản làm hai cho cô Linh Chi và cậu Lực. Cái gì? Dạ. Phân chia tài sản để làm cái gì chứ?
Dạ, tại ông sợ sau này già cả, rồi lúc ông chết đi rồi gia đình mình hất củi cô Linh Chi, nên ông muốn bù đắp tình cảm với cô Linh Chi. Bây giờ cô Linh Chi cậu lực nhà mình á là giàu ngang nhau rồi đó bà ơi. Bà ơi, không, ta không tin, ta không tin. Bà ơi, bà, ta không tin, bà ơi, 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 ông ơi, bà xỉu rồi. Bà chết luôn rồi chứ không có xỉu. Sau khi vợ chồng Phú Lê qua đời, Linh Chi là người thừa kế gia sản. Vì căm giận bà Phú trước kia đã đối xử không tốt với mẹ mình, nên Linh Chi định cho người giết chết cậu bé Lực. Thế nhưng tên Dậu cho biết đứa bé này sẽ có lợi cho Linh Chi sau này, nên Linh Chi giao lực cho vợ chồng người đầy tớ trong nhà nuôi dưỡng và không ngừng kiếm cớ hành hạ cậu bé. Do sở hữu vận may mắn nên Linh Chi đứng ra gánh vác công việc làm ăn của gia đình, ngày càng phát đạt và giàu có hơn xưa rất nhiều lần. Tên Dậu trở thành quản gia ở bên cạnh phụ giúp cho cô và vơ vét về cho mình không ít tài sản. Tần 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 con gà. Nhanh, tôi đói quá ông ơi. Trời ơi. Ngon ngon quá. Ông giữ giùm tôi coi. Giữ. Đây tôi giữ. Ôi cái đằng ăn cái đùi nè. Ngon quá bà ơi. Công nhận nha. Sao? Làm như là tôi chưa bao giờ được ăn gà hay sao á. Bà ăn gà hoài, bà cứ thòm thèm hoài. Có bữa thì ăn gà quay, có bữa thì ăn vịt quay, hôm nay thì ăn gà luộc, bữa kia bà ăn nguyên con heo. Ở đâu ra nguyên con heo? Chứ gì nữa, tôi ăn có cái đuôi heo à. Ông á, ăn nguyên cái đầu heo sao không nói? Chia ra mà ăn chứ. Quá ngon à. Ăn từ từ thôi. Bà. Đây. Bà ăn thì bà ăn từ từ. Có ai dành đâu. Từ từ nè. Bà nhai bà nuốt. Lẹ quá nó hóc xương gà bây giờ à. Ngon quá. Ngon quá. Công nhận con gà này ngon thiệt không? Ngon quá. Dạ chào cô. Nhà nghèo á, con trai phải ăn xin tiền ngoài chợ. Sao hai người ăn ngon quá vậy? Nó không có biết đâu. Tôi ăn xong tôi chôn ở sau vườn á. Ta không có biết. Hai người á, muốn được có tiền bạc thì phải ngoan ngoãn nghe theo lời của ta. Dạ, tụi tôi biết rồi. Cô yên tâm đi, tụi tôi chỉ ăn ngon khi nào nó không có ở nhà thôi. Đúng rồi. Đây nè, 10 nén vàng đó, mau đem cất đi. Lúc đó ta sẽ đến bắt nó. Tiền bạc mà bấy lâu nay ta đưa cho hai người á, sau này đủ mua đất mua đai rồi đó. Cảm ơn cô nhiều. Cảm ơn cô. Tôi đi chôn nha. Ông vậy sẵn chôn luôn đi. Bà sao hay sẵn quá vậy? Lẹ. Cô, tôi giả bệnh gì được chưa cô? Dạo này sức khỏe mình sa sút quá. Không lẽ thời hạn 10 năm đó hết rồi sao? Lão Dậu nói thằng Lực có ngày tháng năm sinh rất đặc biệt. Nếu dùng máu của nó tưới lên cây may mắn, lúc đó nó sẽ nở hoa. Ta lại tiếp tục có được vận số may mắn. Cô có sao không cô? Cô bị làm sao vậy? Không, tôi không sao. Vợ chồng mấy người ráng chịu đựng thêm thời gian nữa đi. Lúc đó ta sẽ cho người đi bắt nó.
ta vẫn nhớ những ngày tháng tủi nhục kia. Ta từng chịu khổ như thế nào thì mày cũng phải chịu giống như tao như vậy. Tao mới hả lòng hả dạ nhất mà. Đi rồi. Thiệt tình, vợ chồng mình giả nghèo, giả khổ, giả bệnh, giả hoạn mấy năm rồi mà tôi không hiểu sao cô chủ lại ghét thằng Lực như vậy. Ừ, thì chắc cổ hận tại hồi xưa bà Phú Lê đối xử với mẹ cổ ác quá, cho nên là bây giờ cổ hành hạ thằng nhỏ lại để trả thù thôi. Ôi mà thôi thôi kệ đi ông ơi, mình làm công mà, bây giờ chủ nói sao mình nghe vậy đi, quan tâm làm gì, miễn sao có dạng mình giữ là được rồi. Bà đó. Cha mẹ ơi, con về rồi. Trời, thằng Lực nó về rồi kìa. Bà giả bệnh đi, bà giả bệnh. Quên. Giả bệnh. Trời ơi, bà coi cái miệng bà kìa. Cái miệng tôi sao? Dính mỡ không kìa. Chết cha tôi quên. Ăn dụng không biết chùi mép gì hết à. Quên. Con hả? Con về rồi đó hả? Dạ. Cha. Con. Mẹ khỏi bệnh chưa cha? Trời. Hồi chi, bà ho kìa. Bệnh tình của mẹ con bây giờ hiểm nghèo lắm con ơi, thập tử nhất sinh rồi. Bà hết ho rồi sang sốt, hết sốt thì chuyển sang lạnh. Đó đó, bà hết lạnh cái tới nhức đầu, hết nhức đầu cái chuyển xuống đau bụng. Còn chân của cha, chân của cha thì nó nhức từ trong xương nó nhức ra, đi không có nổi. Ủa da. Cha. Hết rồi, cái xương bánh chè nó sao nè. Không có phụ giúp được gì con, để con đi ra ngoài đường, con đi ăn xin, con kiếm tiền, tội nghiệp con quá. Không có sao đâu cha, con làm được mà. Con ra chợ, ai kêu con làm cái gì thì con làm cái đó. Không thì con đi ăn xin thôi. Cha. Gì con? Cha ăn xôi đi. Xôi hả con? Tại cái bà bán xôi á, hôm nay bà bán ế nên cho con quá trời luôn. Mà con ăn chưa? Thôi cha để đây để dành cho con nha. Nha. Trời, tội nghiệp con tôi quá. Cha ơi. Ơi. Hôm nay cha cho con đi theo ông Tự hái nấm nha. Con thấy nhiều người hái lắm á. Hái nấm hả? Thôi con ơi, hái nấm là phải vô trong rừng. Mà ở trong rừng là rắn rít, hùm cọp béo, bù hông bù xích nó chích con. Cha không có cho con đi đâu. Cha còn nói đúng đó con. Con không có được đi đâu. Rồi lỡ mà con đi lạc một cái, làm sao mà mẹ sống nổi hả con? Nghe không? Dạ. Nếu cha mẹ không cho thì con sẽ không đi. Ngoan. Bây giờ con vô nấu cơm cho cha mẹ. Cha, cha ăn xôi đi. Con vô con nấu đi. Ui da. Ui da. Bà. Bà ăn xôi gà không? Gà đâu mà ăn. Xôi nè, nãy bà ăn gà rồi thì cũng như ăn xôi gà thôi. Trời ơi, nói nhỏ nhỏ tôi. Ui, tôi quên. Bụng nào mà chứa cho nổi. No lắm rồi. Vậy thôi. Ông ăn đi. Cái này để cho nó đi, hả? Ê, mày đứng đó rồi nó chạy qua đây thì sao? Vậy để tôi chạy qua đây. Chứ còn gì nữa mày. Ê, quên. Tao đi qua đây rồi, ai coi ở đây? Thì để tao. Mày đi qua đó lại luôn. Lu bu quá. Ủa, mà tao mày đứng đây ai coi bên kia? Ê nhóc. Dạ. Xuống đây phụ tụi anh. Dạ. Để lên. Dạ. Coi chừng tay hết đó. Dạ. Đây. Đi đâu? Đi đâu hả? Dạ đi chơi. Rảnh phải không? Về đi. Đứng đây canh chừng giúp hai anh biết không? Dạ. Biết trong đây có gì không? Dạ có gì? Con rít tinh. Thấy không? Bắt được đi anh bán có tiền, có tiền anh mua kẹo cho ăn, hiểu không? Em thấy nhiều người bắt nó lắm á. Chưa nào em đi ngang qua đây em cũng thấy 3-4 người xúm lại bắt nó. Bởi vậy con rít nè nọc nó rất là quý, chữa rất là nhiều bệnh. Bởi vậy ông quản gia gia đình của ông Phú Lê á mới trả giá rất là cao, 10 lượng bạc lận đó. Ê, bây giờ nè không có nói nhiều nữa, đứng đây phụ hai anh ba đầu bắt nó, hiểu không? Đứng đây. Mày đứng ở đó, tao đứng bên này. Ê, nè, đánh động lên, cho nó chui ra, mau lên. Mày hả? Ê, ra đây. Khoan, bình tĩnh. Nó nghe nè, tao thấy ổn rồi. Từ sáng giờ tao mày đứng đây đập mà nó không chịu ra.
tới chiều nó cũng ra đâu. Giờ sao mày? Bây giờ vậy đi, mình đi tìm đá lửa. Tìm đá lửa đi, đốt nó. Hung khói nó ngợp nó sẽ chui ra thôi. Ý kiến hay. Sao sáng giờ cái đầu mày không suy nghĩ ra? Mệt, giờ tao đi à. Ê ê. Gì nữa? Mình đi rồi. Ai coi cái đống này? Có em nhỏ của mình đây. Nè, đứng đây, không cho ai lợi bắt nó, hiểu không? Dạ. Đợi hai anh đi tìm đá lửa về, hiểu không? Dạ. Đi. Em, ở đây coi, coi cho đàng hoàng nghe không? Dạ. Nó mà đi á. Mày nói nhiều quá, mệt quá. Tội nghiệp mày quá à, Rít. Bao nhiêu người bắt mày để làm thuốc. Tao sẽ cứu mày. Mày ra đây đi. Tao không có bắt mày đâu. Mày đừng có sợ. Ra đây Rít. Rít. Mày chui vô cái ống này nè. Tao sẽ bảo vệ cho mày. Ở đây an toàn rồi, tao sẽ thả mày. Ân nhân, ân nhân đừng sợ, tôi không hại người đâu. Ta là Rít Tinh, đã tu luyện nhiều năm. Lão dậu kia thật là gian ác. Hắn muốn bắt ta để ngâm rượu uống, cho nên treo thưởng, để mọi người đi bắt ta khắp nơi. Tội nghiệp ngươi. Ngươi, bây giờ ngươi được an toàn rồi đó. Ngày ngày ta sẽ đến đem thức ăn cho ngươi. Nhưng mà ngươi hãy trốn cho kỹ, đừng để người ta bắt nha. Cảm ơn ân nhân nhiều lắm. Ta đi đây. Nhưng mà ngươi hãy trốn cho kỹ đó nha. Tinh ơi, Rít Tinh. Ta đem đồ ăn tới cho ngươi nè, ngươi ăn đi. Tôi nóng lắm ông ơi. Nóng phải không? Để tôi lấy cây quạt, tôi quạt cho bà mát. Thôi. Sao vậy? Lạnh lắm. Lạnh vậy thôi, để tôi lấy nước nóng tôi đắp cho bà nghe. Thôi. Sao nữa vậy? Nóng lắm. Trời ơi. Vậy bây giờ bà nóng hay bà lạnh để tôi biết đường mà tôi còn lo cho bà nữa. Bây giờ tôi không biết là tôi nóng hay tôi lạnh nữa. Nó lạnh thì nó lạnh từ trong xương nó lạnh ra đó ông ơi. Bà ráng nghe bà. Ông ơi ông. Hả? Tôi nói cái này ông phải bình tĩnh nghe tôi nói nghe ông. Lúc nào tôi cũng bình tĩnh, tôi nghe bà nói hết. Lỡ như mà tôi có mệnh hệ gì. Ôi, bậy. Cái miệng ăn mắm ăn muối không có mệnh hệ gì hết. Bà mà bà không có xong nữa là tôi cũng đi theo bà luôn đó. Bà yên tâm đi, tôi có mời thầy Lan lại. Tôi kêu Tàng Lực dẫn thầy Lan về rồi kìa. Cha ơi, con về rồi nè. Lực. Dạ, xin chào thầy Lan.
Dạ xin chào thầy. Thầy ơi, vợ con bệnh mà không biết sao, lúc nóng lúc lạnh. Để tôi bắt mạch cho cổ. Dạ cảm ơn thầy. Bà ơi, bà đưa tay ra cho thầy Lan bắt mạch nha bà. Dạ, vợ con nó lạnh lắm thầy ơi. Như vậy làm sao mà bắt mạch được? Dạ, tại vợ lạnh quá tay nó run. Dạ, thôi để tôi kèm để tay lên cho. Đây nè. Dạ. Sao thầy? Dạ. Con. Chết rồi thầy ơi, sao vậy thầy? Cổ bị thương hàn nặng lắm rồi. Dạ. Bây giờ tôi sẽ sắc thuốc cho cổ uống. Dạ. Một ngày uống 3 thang. À, thôi uống 3 lần gì cũng đỡ tốn kém. Không, nhưng mà uống trong vòng 10 ngày lận. Uống trong 10 ngày? Uống trong 10 ngày lận. Nhưng mà thuốc này cũng đắt lắm, tôi phải lên huyện tôi mới lấy được đó. Tốn kém bao nhiêu? Con xin trả. Trời ơi con ơi, cũng biết bao nhiêu tiền không mà con trả. Con sẽ lên rừng 2 năm. Con thấy người ta hái nhiều lắm. Bây giờ con đi đây. Trời, lực. Trời ơi, thằng nhỏ. Dạ, tôi tâm sự tôi nhờ thầy Lan. Tôi đội ơn thầy Lan, tôi đội ơn không thầy có gì. Lan. Nhớ thôi bây giờ tôi về tôi, uống nha. Tôi về tôi lấy thuốc cho nghe. Dạ, tôi đội ơn thầy, tôi đội ơn thầy. Tôi về. Khổ ghê. Nhỏ. Dạ. Hôm nay hái nhiêu đó được rồi, mình đi về. Dạ. Còn nhiều lắm, ngon lắm. Chú hái tiếp đi chú. Hôm nay chú có việc phải về sớm. Thì con cố gắng hái thêm một chút nữa. Vậy con ở lại nha. Dạ. Nhỏ, nhưng mà con phải hái nhanh lên nha. Mọi người về hết rồi, coi chừng bị lạc đó. Dạ, để con hái nhiều, xong đem ra chợ bán, rồi ghé qua thầy Lan mua thuốc về cho mẹ. Tội nghiệp, con nhỏ mà có hiếu. Thôi, chú về trước nha. Dạ. Đừng sợ. Cảm ơn rất tin nha. Ngươi thật là tài tình. Ngươi có thể cán được dây luôn hả? Không sao đâu ân nhân đừng lo. Chân ta đau quá. Chắc ta bị thương rồi. Nhưng mà không sao đâu. Giờ ta về nha. Ân nhân về cẩn thận nha. Ừ. Cha ơi, mẹ ơi, con về rồi. Lực về rồi. Chân con bị làm sao vậy? Dạ, hôm nay con bị mắc bệnh xăng. Nhưng mà không sao đâu mẹ. Con mua thuốc về cho mẹ rồi. Mẹ uống đi. Con xuống bếp sắt cho mẹ nha. Con ngồi đây đi. Mẹ thương con lắm. Tội nghiệp con. Con còn nhỏ vậy mà phải đi xin ăn, rồi vào rừng 2 năm mua thuốc cho mẹ. Mẹ thì có mình con. Mẹ bệnh nữa, con phải kiếm tiền nuôi mẹ chứ. Mẹ cảm thấy có lỗi với con nhiều lắm. Mẹ nói gì ạ? Mẹ xin lỗi con. Thật sự cha mẹ không phải là cha mẹ ruột của con. Mẹ, bà nói cái gì ạ? Ông bà Phú Hồ Lê mới chính là cha mẹ ruột của con. Ừ. Còn cô Linh Chi là chị
cùng cha khác mẹ với con. Cha mẹ con đột ngột qua đời, cô Linh Chi bắt cha mẹ phải nuôi con. Cho đến khi nào con được 10 tuổi thì bắt con phải đi ăn xin để nuôi ngược lại cha mẹ. Vì cha mẹ chỉ là cái ăn người ở trong nhà, cho nên cha mẹ không có dám cãi lời cô ấy. Lực, thực sự cha mẹ rất là ái nái với con. Sở dĩ cha mẹ đối xử với con như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi. Con cũng biết rồi đó, cha mẹ thú thật cũng chỉ là người ăn kẻ ở trong nhà. Mà cô Chi kêu làm sao thì cha mẹ phải làm y như vậy. Con cũng phải hiểu cho hoàn cảnh của cha mẹ. Tại sao chị Linh Chi lại làm như vậy? Con phải đi gặp chị để họ cho ra lẽ. Con đừng đi. Con thôi chết rồi, thôi chết rồi. Ông ơi, sao? Tôi quên mất. Con ơi, cô Chi có nói là sắp tới đây cô ấy sẽ bắt con đi. Bây giờ làm sao đi ông ơi? Tôi sợ là không chừng chỉ còn khoảng vài ngày nữa thôi là cổ sẽ qua bắt nó. Thôi bây giờ tôi tính như vậy. Lực à, bây giờ con hãy bỏ lạc con đi đi. Rồi à, khi nào cha con chúng ta có duyên thì sẽ gặp lại thôi. Con hãy bỏ lạc con đi đi, chứ không là con sẽ không xong với cô Linh Chi đâu. Nhưng mà không được, nó còn nhỏ quá mà, làm sao nó có thể đi được chứ. Nhưng mà nếu nó ở đây thì nguy hiểm tính mạng của nó. Này, con hãy gặp số bạc này, cha cho con làm lộ phí. Con bỏ lạc đi càng xa càng tốt, con cứ đi đi. Tiền ở đâu vậy cha? Lỡ con đi, cha mẹ ở nhà nếu có gì thì làm sao? Con đừng có lo cho cha mẹ, con đừng có lo. Con cứ đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng có để cho cô Linh Chi bắt được con. Đi đi con. Đi đi con. Dạ. Đi đi. Ừ, cha mẹ con đi. Cha mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Cẩn thận nghe con. Bà, tôi lo cho nó quá bà ơi. Trời ơi bà ơi, là bà ơi bà. Bà dậy đi bà. Bà ơi, bà nghe tôi nói nè, bà bình tĩnh chưa? Bà bình tĩnh, bà nghe tôi nói nè. Ông làm cái gì vậy? Trời đất ơi. Ông đừng có nói với tôi là có ai chết nữa nghe. Không có ai chết hết, hai vợ chồng mình chết đây nè. Cái gì? Trời ơi bà ơi, cô Linh Chi qua đây bắt thằng Lực đi kìa. Trời ơi, chết rồi. Đâu ông? Chết rồi. Đó tôi xuống. Xuống. Ôi trời, tới rồi. Dạ, chào cô Chi, chào cô Chi. Dạ. Nó đâu rồi? Dẫn nó ra đây. Dạ, dạ. Nó nào? Trời đất ơi, thần Lực với nó nào? Dạ thì thằng Lực thì cô cũng phải nói tên của nó chứ, nó cũng là em của cô mà. Còn trả treo nữa hả? Ừ. Nó đâu rồi? Dạ. Cô dạ, mời cô ngồi. Dạ, mời cô ngồi. Dạ, con mời. Dạ, mời cô uống nước. Không uống, nó đâu, dẫn nó ra đây. Dạ, thú thiệt với cô chứ, hôm qua vợ tôi bệnh nên là thằng Lực á, nó vô rừng nó hái nấm Linh Chi để mà làm thuốc. Linh Chi gì? Dạ, thôi. Chắc nó hái nấm mèo nấm rơm gì, thôi kệ nó đi. Im ngay. Hai người to gan quá hả? Biết hôm nay ta tới đây mà nói nó không có nhà hả? Nó đâu rồi? Dạ cô ơi, thật sự là nó đi hai ngày nay rồi. Ở nhà tụi tôi lo lắm, không biết nó đi đâu nữa cô. Dạ không biết nó đi đâu luôn á cô. Được rồi, không biết phải không? Hai đứa bay đi ra ngoài tìm nó cho ta. Dạ, đi. Cô ơi, tôi nói thiệt mà cô. Tìm được chắc quẹt cái chân nó cho ta nghe chưa? Cô ơi, cô tha mạng cho nó, cô đừng làm hại nó mà cô. Muốn tha mạng đúng không? Dạ. Đưa nó ra đây, mau lên. Dạ. Còn không, chắc giờ cho ta. Dạ, thưa cô. Tụi con lục khắp nơi mà không tìm được thằng nhỏ đâu hết á. Dạ, không có biết nó đi đâu hết cô ơi. Chắc nó đi đâu rồi trời. Cô ơi, hai người bắt trói hai vợ chồng cho ta. Dạ. Trời ơi. Cô ơi. Cô ơi, hình như có dấu chân của Rích Tinh ở đây. Mấy lâu nay mình treo giá cao để mua con Rích Tinh, nhưng không ai bắt được.
Bây giờ có dấu vết của Rít Tinh, mình không thể bỏ mất cơ hội này. Nhất định mình phải bắt nó cho bằng được để luyện thuốc trường sinh. Như vậy thả cho mẹ em ra. Được rồi. Đi, bắt nó đi, sao cô, nó còn nhỏ mà. Ê, đừng bắt nó đi mà. Lực ơi, Lực ơi, trời ơi, tha cho nó đi mà, Lực ơi. Đi, bỏ lên. Lão dậu, đến nơi chưa, sao chậm chạp quá vậy? Đến rồi, sắp đến nơi rồi. Đứng lại đó. Mau lên. Đến nơi rồi. Đúng là kẻ may mắn, nhưng mà nó không có trổ qua. Muốn cây nở qua phải giết thằng này và lấy máu nó tưới lên cây này thì nó sẽ nở qua. Hai người. Dạ. Đưa nó đây cho ta. Dạ. Đưa con dao đây. Chị Linh chơi. Chị, em với chị cùng cha, sao chị lại nhẫn tâm giết em? Ta phải giết nhà ngươi. Vì ta cần máu của một đứa trẻ tưới lên cây cho nó trổ qua. Nếu ta không ngửi được mùi hương của nó, ta sẽ chết. Ta với ngươi là chị em cùng cha, nhưng mà mẹ nhà ngươi đã đối xử với mẹ ta rất là tàn nhẫn. Mỗi lần ta nhớ, ta rất là tủi nhục, có biết không? Ta phải giết nhà ngươi. Nhưng mà từ sao cha mẹ bắt em đi ăn xin, em cũng phải chịu nhiều cơ cực giống chị mà. Nhưng bây giờ ta cần máu của nhà ngươi, ta phải giết nhà ngươi, ta phải chết. Hãy để tôi làm thế cô chồng. Từ đây qua bên đó đi. Lão dậu, ngươi. Bây giờ đến lượt ta. Lần này đến ta ngửi chứ không phải là nhà ngươi nữa đâu. Ngươi nào ngửi bông hoa này sẽ gặp nhiều may mắn, và ngược lại cũng sẽ gặp nhiều bất hạnh. Là người may mắn nhất nhưng cũng là người bất hạnh nhất là sao hả ông? Ta cho nhà ngươi biết, cái hoa này không phải dễ kiếm đâu. 10 năm chỉ nở một đó hoa, mà khi đã ngửi nó rồi thì nhà ngươi sẽ gặp nhiều may mắn. Nếu ngươi không ngửi được lần thứ hai, lúc đó ngươi sẽ bị chết dần, chết mòn. Ra những gì ta nói với nhà ngươi trước đây chỉ là bịa đặt. Ta chỉ lợi dụng nhà ngươi để làm cho cây may mắn nở hoa thêm lần nữa mà thôi. Lão dậu, ta đã cho ngươi rất là nhiều tiền, tại sao, tại sao người đối xử với ta như vậy hả? Nhiều tiền nhiều bạc hả? Dạ. Hai chị em nhà ngươi chết thì tài sản của hai chị em nhà ngươi có về được ta chứ? Chị, ngươi hết tài sản cho ông ấy đi chị. Giữ nó lại. Dạ. Buông tôi ra. Buông ra. Buông ra lão dầu. Đừng vậy. Mày chết. Bỏ ra. Chết lão dầu. Nhà ngươi chết hay là ta chết, ta chỉ cần chờ ánh mặt trời lên chiếu vào cái hoa này, ta sẽ giết chết nhà ngươi và đổ vào cái cây này, thì tất cả sự may mắn sẽ về ta. Ông nhớ. Ta đã chờ ngươi lâu rồi, hôm nay mới có dịp bắt được nhà ngươi. Giữ chắc hai chị em nó. Ông ơi, tôi giúp con đi chú. Sao giúp được? Ông ta võ nghệ cao cường, làm sao chú đánh lại? Vậy chú thả con ra đi, con có cách rồi. Lít tên, lít tên, cứ nhìn ta đi. Cứ nhìn ta đi. Tên. Ah!
Chị ơi, mình thoát rồi. Lực à, chị muốn giết em sao em còn cứu chị hả? Tại vì chúng ta cùng cha mà. Cảm ơn em, sau này hai chị em mình sống vui vẻ bên nhau nha. Ủa, Rít Tên, mày đâu rồi? Tôi ở trên đây nè, tôi đã giúp cho chị em hai người quá giải ân quán, đoàn tụ với nhau. Còn tên đạo sĩ tham lam hạt ác kia đã bị tôi trừng phạt, hắn sẽ trốn mãi ở trong rừng sâu, không dám quay lại hại dân làng nữa đâu. Ta đã lập được công đức nên đã thành chính quả. Ta tạm biệt, ta đây đây. Tôi ở đâu? Tôi ở trên đây nè. Cảm ơn Rít Tên. Ta cảm ơn Rít Tên nhiều lắm. Rít Tên nhờ lập được công đức nên cũng thành chánh quả. Còn chị em Linh Chi từ đó hết mọi ân oán, sống vui vẻ, hòa thuận bên nhau. Cả Lực và Linh Chi đều đã trải qua những ngày tháng ăn xin tủi nhục nên rất hiểu nỗi khổ của những ba tánh nghèo khó. Vì vậy, cả hai thường xuyên mở kho thóc, phát chậm cứu giúp người nghèo. Nó chạy rồi, tất cả đuổi theo. Đó. Vào đi. Chào ông bà. Tôi đi săn, vô tình bị rớt xuống đây. Ông bà có thể cho tôi tá túc qua đêm, ngày mai tôi đi sớm. Được rồi, cậu vào đây ngồi cho ấm. Cảm ơn bà lắm. Bà thật là tốt bụng. Bà, nơi đây là rừng sâu núi thẳm, tại sao ông bà lại sống trong một cái hang động heo hút như vậy? Ta là Nguyệt Lão, còn kia là ông Tơ. Ta đang ngồi xe duyên cho những cặp tình nhân ở dưới trần gian. Bà là Nguyệt Lão? Vậy còn những sợi dây màu hồng này chính là những sợi dây mà gắn kết những đôi tình nhân lại với nhau sao? Đúng vậy. Khi ta xe những sợi chỉ này càng nhiều thì tình yêu của những đôi tình nhân nó càng sâu nặng. Và ngược lại, nếu ta xe ít thì đó là những mối tình không được bền. Còn một khi ta muốn đôi trai gái nào nên duyên thì ắt những người đó sẽ kết duyên và không lìa xa nhau được. Sao ta thấy nét mặt công tử chất chứa nhiều tâm sự? Công tử à, công tử có điều gì ưu tư, có thể nói cho ta biết, coi ta có thể giúp gì cho công tử được không? Thưa bà, tôi có nỗi niềm riêng, bấy lâu nay cứ khênh khênh trong lòng. Cũng may là hôm nay gặp được ông bà lão. Mong ông bà nói cho tôi biết tại sao duyên số của tôi cứ lận đận như vậy. Cũng đã hai lần sắp thành thân rồi,
nhưng mà gặp chuyện cuối cùng lại không thành. À, đó là do duyên của công tử chưa có đến nên mới xảy ra chuyện không thể thành thân được. Công tử đừng có băn khoăn nhiều. Khi duyên đến á, công tử có chạy trốn cũng không thể thoát đâu. Nguyệt lão, người có thể cho tôi biết sau này tôi sánh duyên cùng với ai được không vậy? Công tử, chẳng hay công tử đây tên gì? Dạ thưa ông lão, tiểu nhân tên là Trần Hạ, vừa tròn 20 tuổi, là con trai duy nhất của quan đại thần Trần Trung. À, Trần Hạ, ngày tháng năm sinh, sao vậy công tử sẽ sánh duyên cùng với Lan Anh, con của bà lão mù lòa, ăn mày ở chợ Đông gần kinh thành. Ông lão thật là quá đáng. Ta đường đường là một con trai duy nhất của quan đại thần, nhăn hay chữ tốt như vậy lại sánh duyên cùng con gái bà lão mù lòa ăn xin hả? Sao lòng dạ của ta lúc nào cũng bồn chồn vì câu nói của ông lão trong rừng hoài vậy? Em như thế nào mà tại sao lại dẫn mẹ đi ăn xin vậy? Em mồ côi cha từ nhỏ, gần đây mẹ hay đổ bệnh, không có tiền mua thuốc cho mẹ nên mẹ phải chịu mù lòa. Nhưng em không biết làm gì để kiếm tiền nuôi mẹ nên em phải dẫn mẹ đi ăn xin kiếm sống qua ngày. Em tên là gì? Em tên là Lan Anh. Lan Anh? Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào được. Lan Anh. Dạ mẹ. Con ngồi xuống đây với mẹ đi con. Cha không tin, không thể nào tin được. Những lời ông lão đó chỉ là quan đường thôi. Dạ thưa cha, lúc đầu con cũng không tin, cho nên con mới đến tận nơi xem tận mắt, nghe tận tai, đúng là mẹ con bé đó bị mù lòa y chang những lời ông lão nói. Không lẽ đó là ý trời đã định sao? Không thể được. Nhưng mà nếu có, con cũng sẽ cãi mệnh trời. Con không thể nào làm chồng một cô bé ăn mày bẩn thỉu như vậy được. Cha cũng vậy. Gia đình chúng ta gia thế quyền quý, không nên làm chấp nhận con mụ ăn mày mụ lò làm thông gia được. Vậy bây giờ ý cha là sao? Tuy câu chuyện có vẻ hoang được, nhưng mà để diệt trừ hậu hoạn, ta sẽ... Cha muốn giết con bé đó à? Nhưng mà nếu lỡ... Không được. Con bé nó chỉ mới 10 tuổi thôi. Nhìn con bé bẩn thỉu như vậy, con không cam tâm mà lấy được. Cha biết lúc này con đang tâm trạng rối bời. Thôi thì tất cả bỏ chuyện, cứ để cha lo liệu. Dạ, tùy cha quyết định, con sẽ nghe theo. Thank you.
Ngươi hãy ra ngoài chợ đông, thừa lúc vắng người truy sát hai mẹ con quận mài cho ta. Nhớ ra tay nhanh lẹ và sạch sẽ, về ta sẽ trọng thưởng cho. Dạ thưa điện nhân, bà Mai đã tới. Ngươi lui ra ngoài. Dạ. Dạ, dạ thưa đại nhân à, đại nhân cho người gọi tôi tới đây có điều chi sai bảo à. Bà ngồi đi. Dạ, dạ tôi không dám à. Được rồi, tôi nghe nói bà nổi tiếng là mát tay trong việc mai mối ở trong kinh thành này, cho nên tôi muốn nhờ bà tìm một người cho con trai của tôi. Con trai của đại nhân à? Hình như là đại nhân á có một công tử thôi mà, không lẽ thì nó đó chứ ai. Gần 10 năm qua rồi mà công tử cũng chưa có thành gia thất hay sao vậy thưa đại nhân? Nếu nó đã có rồi thì ta cho mời bà tới đây để làm gì? Trong thời gian qua nó vùi đầu vào kinh sử. Dạ. Nay đã thành danh rồi nhưng mà chuyện thê tử cũng không có màng tới. Tôi có hối thúc thế nào đi nữa nó cũng bỏ ngoài tai. Bây giờ ta già rồi, cũng gần đất xa trời rồi, vậy mà vẫn chưa có người nói dối. Cho nên ta muốn nhờ ngươi tìm cho ta một người để làm vợ của nó. Xong việc ta sẽ động thưởng cho. Dạ. Dạ nhưng công tử không có màng tới cái chuyện đó thì tôi biết làm mai cho ai đây? Dạ thưa đại nhân. Ta nói ngươi tìm thì cứ tìm đi. Dạ. Lần này nhất quyết bắt nó phải lấy vợ cho bằng được. Mua kiến nè anh ơi. Rồi, mua liễn nè. Liễn đẹp nè. Cái liễn bán gì nè? Dạ, cái này cứ chọn đi. Mua cái nào thì mới biết đấu giá được. Dạ, dạ, mời cô. Chị sao, lụa kìa. Dạ, mời du khách vô coi hàng nè. Lụa. Đẹp lắm. Chú lựa đi chú. Cái này đẹp quá. Khách cứ coi tự nhiên nhỏ. Dạ. Cô coi đi cô, kiến đẹp lắm nè cô. Dạ. Dạ. Rồi. Làm gì vậy? Bu ra, bu ra, bu ra, bu ra. Đứng lại, bu ra. Đứng lại, đừng có, đứng lại. Cô đừng có sao không vậy? Tôi không sao. Tiểu thư. Tiểu thư có sao không? Tôi không sao. Tiểu thư có sao không vậy? Ta không sao hết. Em có sao không? Em không sao. Nhưng mà cái tay nải đựng tiền bạc tư trang của chúng ta bị tên cướp nó giật rồi. Tiền bạc cho tư trang mất hết rồi, chúng ta lấy gì để làm lộ phí lên đường đây? Xin phép cho tôi hỏi, hai tiểu thư từ đâu đến và định đi đâu vậy? Tiểu thư của tôi á tên là Thu Thảo, con của quan thái úy ở triều đình. Chúng tôi đang đi ngao du xuân thủy, nhưng mà đi ngang chợ này á thì lại gặp nạn. Con gái quan thái úy đây sao? Tiếc là tên cướp chạy nhanh quá, ta giết theo không kịp rồi. Hắn hung hãn quá cho nên chị em của tôi trở tay không kịp. Đây, ta có một ít tiền, tiểu thư cứ cầm lấy đi, biết đâu là trên đường về có dịp dùng đến thì sao. Cảm ơn công tử, nhưng tôi nghĩ chắc là chị em tôi sẽ về phủ mà không đi tiếp nữa. Tiểu thư cứ nhận đi rồi sau này mình trả lại sao. Nếu không á, về nhà lão gia biết chúng ta gặp nạn, sau này lão gia không cho chị em chúng ta đi ngao du xuân thủy nữa đó. Cảm ơn công tử. Cô nương này nói phải đó, tiểu thư cứ cầm lấy, khi nào có thì trả lại tôi cũng không muộn mà. Tôi là Trần Hạ, con trai của quan đại thần, cùng làm quan triều đình với là cha của nàng đó. Đây là ngọc bội của tôi, sau khi trở về phủ sẽ cho người tới nhà tìm chàng để trả ơn. Cảm ơn tiểu thư, mong ngày hồi ngộ. Chào công tử. Chúng ta về thôi tiểu thư. Cảm ơn công tử.
Quả lời đồn không sai. Ta từng nghe thiên hạ bàn tán con gái Hoàng Thái Quý là một giai nhân sắc nước hương trời. Biết bao nhiêu tôn công tử đến cầu thân nhưng không được kéo chọn. Nay gặp nạn mới chỉ dạy câu xã giao mà ta đã thấy chao động trong lòng rồi. Dạ. Tôi chào con mới về. Ngồi con. Cha thấy sắc mặt con hôm nay khác thường lắm. Chắc là ngoài có chuyện gì vui ha. Nói cho nghe coi. Cha, cha có biết quan thái quý trong triều không cha? Trong cung á, biết bao nhiêu là quan quân, làm sao cho nhớ hết. Mà có chuyện gì vậy không con? Hôm nay con mới gặp tiểu thư con quan thái quý. Nàng con nếu đẹp sắc nước hương trời luôn. Con mới gặp mà con đã xao xuyến trong lòng rồi. Cha cho người tới may mối dạm hỏi. Cưới nàng cho con đi cha. Nàng ta khoảng bao nhiêu tuổi vậy? Con không có hỏi tuổi, nhưng mà con đoán khoảng 19 đôi mươi gì thôi à. Nàng ta sắc nước hương trời, con nhà quyền thế, lại ở cái tuổi đó. Cha sợ là có người dạm hỏi rồi đó. Cha nghĩ chắc con sẽ chậm chân. Không có đâu cha, con hỏi kỹ rồi. Tuy là có nhiều người tới may mối dạm hỏi, nhưng nàng không có ưng lòng. Tới bây giờ thì nàng chưa có hẹn ước với ai hết. Con chắc chắn vậy không? Cha biết tính con mà. Một khi con muốn biết gì thì con phải điều tra kỹ lưỡng chứ. Được rồi, chuyện này á, cha đích thân gặp quan thái quý để bàn rõ mới được. Không cần phải gấp như vậy đâu cha. Cần chứ. Bao nhiêu năm qua con vùi đầu vào kinh sử, không màng tới chuyện tình yêu của đôi lứa. Cha buồn lắm. Bây giờ có người làm cho lòng con xao động, cha mừng lắm. Để cha nói gia nhân chuẩn bị lễ vật rồi phải lên đường liền. Dạ. Con trai ta gặp tiểu thư nhà ngài chỉ một lần thôi mà đã mang lòng thầm thương trộm nhớ. Nó nói với ta nhờ người mang lễ vật sang nhà ngài để cầu thân, nhưng mà ta không yên tâm cho nên mới đích thân sang đây. Ta nghĩ ngài sẽ nể mặt ta mà cho đôi trẻ nên duyên. Ta với ngài làm quan triều đình đã lâu năm, nay được kết nối thông gia với ngài thực là không còn gì tốt hơn mà. Với lại con gái của ta trở về cũng có nhắc đến công tử, với vẻ quyến luyến lắm. Ngài thái quý đồng ý rồi vậy thì tốt lắm. Được rồi, ta với về coi ngài lành tháng tốt cho người mang lễ vật sang đây. Khoan đã, ta nghĩ chuyện đem lễ vật qua đây xin ngài hãy từ từ. Ngài mới vừa đồng ý mà, hay là có điều gì khúc mắc ở đây vậy? Không giấu giếm gì cả, con gái tôi hồi nhỏ ốm yếu, sức khỏe không được tốt. Từ hôm gặp bọn cướp trở về, không biết do hoảng sợ hay là gì nữa mà lâm bệnh nặng. Ta đã tìm thầy lo thang thuốc khắp nơi, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Chắc không qua khỏi. Có chuyện đau lòng như vậy sao? Vâng. Chỗ thân tình ta không muốn giấu giếm điều gì nữa. Hiện thời con gái của ta đang nằm mê man trong khuê phòng. Nãy giờ nghe ngài muốn ngỏ lời dạm hỏi, trong lòng ta vô cùng rối rắm, nửa buồn nửa vui, không biết con gái của ta có được phước được phần để làm dâu của đại nhân hay không. Lão gia, lão gia. Lão gia, lão gia. Chuyện gì? Lão gia, lão gia, có lượng nghi tới tìm, nói là có thể chữa bệnh cho tiểu thư nhà mình. Thật vậy sao? Dạ. Mau, mau mời lưu y vào phòng, nhanh lên. Dạ, dạ.
Tiểu thư đã bị một chứng là không có thuốc men nào có thể chữa trị được. Ta e là không qua khỏi đâu. Con gái đó, sao yếu mạnh như vậy? Lưng, con có cách nào khác để cứu con gái tôi không? Trong rừng sâu có một loại nấm quý có thể chữa được bách bệnh, nhưng nếu muốn có loại nấm quý đó thì người hái phải có lòng thật, phải dùng máu của mình để tưới lên cây nấm đó thì mới có thể hái được nó. Trong rừng sâu có một loại nấm có thể cứu được con gái ta. Được rồi, ta sẽ cho người tìm ngay. Sừng thiên nước độc là có nhiều hùng beo rắn rít, nên chỉ có người nào thật lòng yêu thương tiểu thơ đây, muốn trọn đời gắn bó cho vị tiểu thơ thì mới có đủ ý chí đi tìm loại nấm đó mà. Không lẽ đó là ý trời sao? Tại sao ông trời lúc nào cũng muốn thử thách con hoài vậy? Tại sao người con yêu mến lúc nào gặp hoạn nạn hoài vậy cha? Cha không hiểu tại sao nữa. Thôi thì cứ coi như con và tiểu thơ đó không có duyên phận vậy. Con sẽ đi vô rừng sâu tìm được tấm quý đó, nhất định con sẽ đem về cho bằng được. Không được đâu con, rừng sâu nó độc nguy hiểm lắm, con đừng đi nha. Dù nguy hiểm cách mấy con cũng sẽ đi. Cha hãy cho người quả báo với hoàng thái quý là con sẽ đi, và mọi người hãy ở nhà chờ tin con. Đây là loại nấm quý mà nữ y kia đã nói hay sao? Sao ta thấy nó bình thường như là bao loại nấm khác thôi? Đúng là nấm quý rồi. Tỉnh rồi. Tiểu thơ, con gái của ta tỉnh rồi. Dạ. Con tỉnh lại rồi. Trần Hải công tử đây đã không ngại nguy hiểm vào rừng sâu tìm một loại nấm quý và dùng máu của mình tưới lên nấm đó đem về đây để cứu con đó. Đa tạ ơn cứu mạng của công tử. Con à, Trần Hạ đã ngỏ lời muốn con làm vợ. Cha đã đồng ý rồi. Khi nào con hồi phục sức khỏe
cha sẽ chọn ngày lành tháng tốt để cho hai con nên duyên chồng vợ. Chân tình của Trần Hà bất chấp tánh mạng đã làm cho tiểu thư Thu Thảo rung động và cảm mến. Hôn lễ của hai người được tổ chức linh đình. Trong sự chúc phúc của hai họ, ai cũng khen họ đẹp đôi, trời xanh một cặp. Để ta giúp được một tay nha. Thu Thảo, tại sao trên đầu nàng lại có vết thẹo lớn như vậy? Lúc còn nhỏ, khi em dẫn mẹ đi ăn xin, không gây thù chuốc oán với ai, nhưng lại có kẻ đuổi theo để truy sát, sau đó còn đốt nhà của em nữa. Nàng nói sao? Có kẻ truy sát giết nàng à? Em bị chém một nhát vào đầu, bất tỉnh. Cũng may lúc đó nhờ quan thái úy đến kịp thời, cho nên em mới giữ được mạng sống. Nhưng do ảnh hưởng của sự việc lúc đó, cho nên sức khỏe của em rất yếu. Vào những ngày trời lạnh, đầu em đau nhức lắm. Quan thái úy đến kịp thời cứu nàng. Sao nàng gọi cha mình là quan thái úy, lại còn nói mẹ mình đi ăn xin nữa? Nãy giờ nàng nói những gì ta không hiểu gì hết. Thật ra em chỉ là con nuôi thôi. Lúc đó may nhờ có quan thái úy cứu giúp, lại còn mang về tận tình cứu chữa, cho nên em mới qua được cơn nguy kịch. Sau đó biết được hoàn cảnh của em, một cô cha, mẹ lại bị mù, nên ông thương tình đem hai mẹ con về nuôi. Một thời gian sau đó mẹ em mất đi. Quan thái úy vì không có con nên nhận em làm con nuôi. Ông yêu thương và che chở cho em, còn cho em đi học chữ nữa. Nàng chỉ là con nuôi thôi sao? Vậy ngoài tên Thu Thảo ra, nàng còn tên nào khác không? Sao chàng biết? Em còn một tên khác. Thu Thảo á là tên do cha nuôi đặt, còn lúc nhỏ em tên là Lan Anh. Trần Lan, có chuyện gì mà chàng hoảng hốt vậy? Mà sao chàng biết em còn một tên khác? Lỗi là tại ta, tất cả là tại ta. Ta thật đáng tội chết. Chính ta đã gây ra tai nạn cho nàng năm xưa. Lúc đó vì muốn diệt trừ hậu quả, cho nên cha đã sai người truy sát mẹ con nàng. Nhưng ta thật không ngờ, 10 năm sau, đứa bé ăn mày xấu xí khi lại chính là nàng. Chuyện qua rồi, chàng đừng dây dứt nữa. 10 năm trước, chàng đã đồng ý để cha cho người truy sát em. Nhưng 10 năm sau, chính chàng cũng đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, lại còn dùng máu của mình để cứu lấy mạng sống của em. Đó cũng là số trời đã định. Ta cảm ơn nàng đã hiểu và tha thứ cho ta. Bây giờ thì ta mới tin duyên giai ngẫu là do trời định. Ngày xưa ta đã lỡ lên một lần thiên cơ,
với công tử, cho nên mới xảy ra được rắc rối. Chút nữa là đã chết quang một người rồi đấy nhé. Chúng ta cũng đã bị Ngọc Hoàng khiển trách, chúng ta cũng rất hối hận chuyện của mình gây ra, nên ông Tơ đã hóa thân thành lương y mách nước cho công tử đi tìm thuốc để mà cứu Thu Thảo đó. Dạ ông Tơ đã cứu mạng con. Không có gì, không có gì. Hãy đứng lên đi. Nè, ta làm như vậy là để chuộc lại lỗi lầm của mình mà. Ta đã chăm chút xe duyên cho hai con. Hai con sẽ gắn bó, yêu thương nhau suốt đời. Cuộc sống sẽ êm đềm và hạnh phúc. Hữu duyên, thiên lý, năng tương ngộ. Vô duyên, đối diện, bất tương phục. Bởi thế cho nên, người đời vẫn luôn tin rằng khi sợi tơ hồng thả ràng buộc, dù có xa cách muôn ngàn vạn dặm, dù không hề biết nhau, đôi trai gái cũng sẽ thành vợ chồng. Lệnh của ta, gọi hai hoàng tử vào đây. Thần tuân lệnh. Có một con chim ngũ sắc dám mạo phạm đến ta, ta lệnh cho hai con đi tìm và đem nó về đây. Ta không cần biết các con tìm nó bằng cách nào. Ta sẽ phát cho các con mỗi người 300 đồng tiền vàng. Nếu đem được con chim về đây, ta sẽ trọng thưởng. Phần thưởng đó là... Đây cũng là dịp để thử thách người kế vị ta. Hai con nghe đây. Một trong hai con, ai tìm được con chim kia đem về đây, ta sẽ truyền cho ngôi báo. Nhưng nếu không tìm được, các con đừng dẫn xác về đây để gặp ta. Đây, đây là mũi tên và lông vũ của con chim đó. Tìm ra chưa? Sao ngươi đi lâu quá vậy? Tôi đã biết chỗ của nó, tôi sẽ đưa anh tới đó. Chim ở đâu không? Đó, hoàng tử nhìn kỹ đi. Lồng chim được treo trên cành cây cao, nơi ông vua đang nằm đó. À, ta thấy rồi. Làm sao ta lấy được con chim đây? Chúng ta chờ ông ngủ say, rồi chúng ta lẻn vào trong đánh cắp con chim. Hình như là ông ta đang ngủ say. Vậy thì hoàng tử vào trong lấy đi. Chờ ta nhé. Ngươi đi đâu vậy? Đi theo bảo vệ hoàng tử. Trời ơi, ngươi vào trong á sẽ làm cho con chim hoảng sợ, ngươi hiểu không? Hoàng tử sai rồi. Ta là chúa tể Sơn Lâm, ta đi vào trong đó, con chim gặp ta nó sẽ sợ, nó sẽ không dám kêu lên. Hoàng tử bắt nó sẽ dễ hơn.
Trời ơi, ngươi nói gì vậy? Ngươi vào trong sẽ làm cho con chim nó hoảng sợ, nó sẽ kêu lên và đánh thức chú ban đêm. Ngươi hiểu không? Hoàng tử muốn làm gì thì làm đi, đứng đây cảnh trước. Ngươi đây chờ ta nha. Đây lấy trộm lòng chim của ta, mày đâu? Bắt lấy nó. Dạ thưa bệ hạ, xin bệ hạ hãy bình tĩnh nghe thần nói. Thần là hoàng tử ở nước láng giềng, con chim này đã mang tội khi quân, dám thải chất dơ lên mặt vua cha của thần, thần được lệnh bắt nó về để trị tội. Nhưng bằng chứng đâu? Người dám nói chính con chim này đã phạm tội khi quân? Thưa bệ hạ, lính của thần đã bắn con chim bị thương ở chân. Thần đang giữ lông vũ của nó đây. Con chim nó đang bị thương ở chân là do mũi tên này bắn trúng. Đúng, đây là con chim quý của ta, ta nuôi nó từ nhỏ. Đi đâu, ta cũng mang theo nó bên mình. Hôm đó, ta đi săn gần nước láng giềng, ta vô ý để nó sổng chuồng bay mất. Ta nghĩ rằng nó lại bay mất, nhưng không ngờ vài ba hôm sau nó lại bay trở lại và chân nó bị thương. Dạ thưa đúng vậy, thần đã lặn lội khắp nơi mới tìm ra tông tích của nó. Xin bệ hạ hãy cho thần mang nó về để trình với vua cha. Thần hứa sẽ xin vua cha tha tội chết cho nó. Thôi được, ta thương tình vì ngươi đã lặn lội từ xa, không ngại gì nguy hiểm mà tìm ra cho được nó. Hơn nữa, nó làm cho ta mang tiếng với vua của nước láng giềng. Ta sẽ đưa nó cho ngươi với một điều kiện. Thần xin nghe. Ta nghe đồn đại ở trong rừng sâu bên kia có một con chó quý, lông của nó màu nâu vàng, rất là dễ thương. Ngươi hãy bắt nó về đây cho ta, ta sẽ đổi nó cho ngươi. Dạ, thần sẽ đi bắt con chó đó về cho bệ hạ ngay. Nhưng xin bệ hạ hãy giữ đúng lời hứa của mình. Một lời ta thốt ra không bao giờ thay đổi. Ngươi hãy ráng tìm bắt con chó về đây, ta sẽ đổ cho ngươi. Xin tuân lệnh. Hoàng tử, con chó nó ở đây. Phụ yêu tinh đang cột nó ở trọng. Giờ này mụ ta đã đi cái mạng rồi. Hoàng tử hãy vào trong tìm nó đi. Gặp nó, hoàng tử hãy cho nó uống nước trước, sau đó vuốt đầu nó 3 cái thì nó sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của hoàng tử. Ta biết rồi, ngươi đây chờ ta nha. Vậy làm ơn cứu tôi với. Kìa, cô gái,
Tại sao cô lại ở trong đó? Tôi, một cô cha mẹ sống ở bìa rừng, bị yêu tình bắt nhốt ở đây để ăn thịt. Chàng ơi, làm ơn cứu tôi với. Làm sao ta mở được đây? Bây giờ chàng hãy kiếm chỗ núp đi. Một lát nữa mụi tinh sẽ về đây. Chờ bà ta ngủ say, chàng hãy lấy gậy của bà ta đập xuống đất 3 cái. Lập tức lòng này sẽ mở cửa. Ta biết rồi. Nàng chờ ta cứu nàng nha. Dạ. Xuống đất 3 cái. Ta đi thôi. Sao ta thấy người lưỡng lự và ngập ngừng khi đến đây vậy? Có chuyện gì sao? Con chó này rất hiền lành và rất trung thành với chủ. Hoàng tử, hãy giữ nó bên cạnh để làm bạn. Hãy yêu thương và chăm sóc nó. Sau này sẽ có chuyện và cần tới nó. Nhưng mà ta không giao nó cho nhà vua thì làm sao ta có thể lấy lòng chim được? Nếu đã như vậy, ta sẽ biến thành con chó đó để hoàng tử đem đổi lấy con chim. Như vậy càng không được. Ngươi biến thành con chó thì ngươi phải ở lại đây, ta sẽ xa ngươi. Ta không thể nào chấp nhận như vậy được. Hoàng tử cứ yên tâm đi, tôi ở đây một thời gian, đến thời cơ thích hợp tôi sẽ ra đi và tôi sẽ tìm gặp hoàng tử. Đây, hoàng tử hãy cầm lấy 3 cọng râu của tôi. Đường về nhà còn xa và còn nhiều gian truân phía trước. Khi nào có chuyện, hoàng tử hãy cầm lấy nó và kêu lên: sư tử đâu, tôi sẽ xuất hiện. Vậy thì ngươi hãy bảo trọng. Đâu? Con chó yêu quý của ta đâu? Dạ đây thưa bệ hạ. Đưa cho ta. Mày đâu? Đưa lòng chim cho hắn. Thank you.
chơi đi. Đi chơi đi con. Nè con kìa. Máu ghé ông hội tiếp nha. Dưới đó có một quán rượu, ta xuống đó nghỉ một chút rồi đi tiếp. Hoàng huynh khỏe không? May quá, đệ đã dậy rồi. Ta đã chờ đệ rất lâu. Nè, ngồi xuống đi. Nhớ lên. Đàng hoàng ngồi đi. Gia nhân, đem rượu ra cho ta. Hoàng huynh à, Hoàng huynh làm gì ở đây vậy? Ta mở quán rượu ở đây. Uống đi. Bây giờ chúng ta uống mừng ngày huynh đệ mình hội ngộ. Mời Hoàng huynh. Ta biết đệ sẽ trở về. Đệ nổi tiếng thông minh, là sốc giác. Nên chắc chắn đệ sẽ tìm ra được con chim này. Chỉ một vật nhỏ nhoi này mà vua cha lại bắt huynh đệ mình đi tìm. Huynh đã biết ý của vua cha rồi mà. Chuyện gì cha đã quyết, khó lòng mà thay đổi. À, mà thời gian qua huynh làm gì? Có đi tìm con chim này không? Ta đâu có rảnh mà đi tìm con chim chết tiệt này. Đệ cũng biết rồi đó, huynh là người không thích mạo hiểm kia mà. Vua cha cho ta tiền vàng, ta liền mở quán rượu này. Sống cuộc sống tuy không xa hoa như trong cung, nhưng ta cũng được sung sướng, có kẻ hầu người hạ, ăn ngon mặc đẹp. Ta chọn quán ngay chỗ này vì ta dự tính để tìm được con chim thì chắc chắn khi trở về cũng sẽ đi ngang qua con đường này. Huynh dự tính thật là hay. Nếu không á thì anh em mình chẳng biết khi nào mới có dịp gặp lại nhau. Ta là huynh của đệ mà, ta phải có đầu óc hơn người chứ. Còn cô nương này là ai? Ta chưa nghe đệ giới thiệu. À, nãy giờ đệ quên, đây là nàng Hương. Trên đường đi đệ đã gặp được nàng. Gia cảnh của nàng thật đáng thương, mồ côi cha mẹ. Tính tình của nàng hiền lành, lại hợp với đệ. Đệ dẫn về xin phép vua cha cho đệ được cưới nàng làm vợ. Ta thấy nàng còn đẹp nữa chứ. Nè, để ta chúc mừng đệ trước nha. Cạn. Mời Hoàng huynh. Ta mong rằng ngày cưới của hai em, cha thương tình mà cho ta dự. Huynh cứ yên tâm đi, sau khi vào cung đệ sẽ xin vua cha bỏ qua chuyện này, và anh em chúng ta lại sum họp ở trong cung. Ta cũng hy vọng điều đó. Nè, mời đệ. Mời Hoàng huynh. Hết rượu rồi, để ta vào trong mang thêm bình rượu mới ra. À, Hoàng huynh, anh em chúng ta uống bao nhiêu đây là đủ rồi, đệ còn phải vào cung để bái kiến vua cha nữa. Nè, ta đã chuẩn bị rượu quý để mừng anh em mình hội ngộ. Một bình nữa rồi ta sẽ để cho hai người đi gặp vua cha.
hoàng huynh của ta rất yêu thương ta. Sau khi vào cung, ta sẽ xin vua cha tha tội cho huynh ấy. Dạ. Nàng sao vậy? Nàng bị mệt à? Dạ, chắc do đi đường xa. Rượu quý đây. Nào, anh em chúng ta cùng ly, mừng ngày hội ngộ. Dạ, em không biết uống rượu. Nàng không biết, cũng phải uống. Nàng mà không uống, là coi thường hoàng huynh này đó. Mời hoàng huynh. Mời. Hôm nay huynh vui lắm. Nào, tiếp tục uống đi. Chàng ơi, chàng sao vậy? Chàng ơi ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Không ngờ ta lại có thêm một người đẹp nữa. Không uổng công ta đã bỏ ra dựng cái quán này để đợi hai người. Dạ nhân đâu? Dạ. Đem hắn ném xuống biển cho ta. Nhưng mà đây là... Không nhân gì hết. Làm ngay. Dạ. Người dám mạo phạm đến ta, ta sẽ giết người thì ta mới hả dạ. Mang nó đi. Tuân lệnh. Khoan đã. Dạ. Người hãy đem nó treo vào gốc kia cho nó hót. Ta muốn nghe nó hót một lần cuối. Ta vẫn còn nhớ giọng hát trong veo và lãnh lót của nó. Thần xin tuân lệnh. Đi đi. Dạ thưa cha, con còn có một con chó tuyệt đẹp, con xin dâng lên để tặng cho cha. Đâu? Đưa ta coi. Con chó xinh đẹp, dễ thương đó. Sao nó ủ rũ vậy? Có vẻ như nó đang bệnh à? Dạ không có. Chắc là nó còn lạ nên hơi mệt đó cha. Chắc còn dạy nó thêm một vài ngày nữa nó sẽ quen thôi cha. Cũng được. Ta rất thích con chó này. Con hãy thuần phục nó đi, rồi hẳn đem nó về đây cho ta. Dạ. Dạ thưa cha. Trên đường về con có gặp một cô gái. Nhìn bộ dạng hiền lành của cổ nên con xin cha đồng ý cho con được cưới cổ làm vợ. Dạ thưa. Nếu nàng còn chống đối, ta sẽ giết tên má ngay lập tức. Tại sao cô ta lại tỏ ra hoảng loạn như vậy chứ? Dạ thưa cha, chắc có lẽ nàng chưa quen ở đây cho nên
Nàng tỏ ra sợ hãi thôi cha. Muôn tâu bệ hạ, thần đã làm mọi cách nhưng nó vẫn không chịu hót. Con chim này có vẻ hoảng sợ à. Lại có chuyện đó nữa à, Hoàng tử Hân. Dạ. Tại sao những con vật của con đem về và cả cô gái kia nữa, tất cả đều u sầu, thiểu não như vậy, giống như là muốn chống đối ta vậy? Dạ thưa cha, con xin cha nguôi giận. Xin cha cho con ít thời gian để con dạy lại thưa cha. Thôi được rồi, ta sẽ cho con 3 ngày. Con hãy chứng tỏ cho ta thấy bản lĩnh của chủ nhân khi thuần hóa những con vật này và ngay cả cô gái kia nữa. Rõ chưa? Là vợ của con không thể mang bộ mặt u sầu thiểu não đứng trước mặt ta như vậy. Dạ. Nếu ta nhìn thấy được bản lĩnh thật sự của con thì ta sẽ truyền ngôi báo cho con ngay lập tức. Dạ, con xin tuân lệnh cha. Tử Hân vào đây, ta muốn xem tài thuần phục những con vật của hắn. Tuân lệnh. Thưa cha, cha cho gọi con. Đã 3 ngày trôi qua rồi, ngươi đã thuần phục 2 con vật tới đâu rồi? Dạ thưa cha, con... Dạ... Người đâu? Đem 2 con vật vào đây. Trẫm miễn lễ. Dạ. Hốt đi, hốt đi, hốt đi, hốt, hốt đi, hốt đi. Thôi đủ rồi, đem con chó vào đây cho ta. Đúng là vô dụng. Quỳ xuống lại đi, lại đi. Quỳ xuống. Quỳ xuống lại. Quỳ xuống lại. Quỳ xuống nè. Ta kêu người quỳ xuống. Đủ rồi. Dạ. Đi ra ngoài, trả hết cho ta. Đi. Dạ dạ. Đúng là đồ bất tài, vô dụng. Dạ thưa bệ hạ. Có chuyện gì? Muôn tâu bệ hạ, hoàng tử bá đã trở về, xin phép được diện kiến. Nó đã chịu trở về rồi sao? Cho nó vào đây. Dạ. Cho truyền hoàng tử bá. Dạ thưa cha, con trẻ gặp nạn nên về chậm trễ, xin vua cha thứ tội. Nghịch tử, đi về tay không mà dám đến gặp ta. Dạ thưa cha, con đã tìm được con chim, nhưng trên đường về gần đến hoàng cung, con đã bị hãm hại và có kẻ đã cướp mất lòng chim và sau đó thả con xuống biển. Rất may là con trôi dạt vào bờ nên sống sót. Ngươi về tay không rồi sợ ta trị tội nên bài chuyện đặt điều à? Nếu như vậy sao ngươi không chết? Dạ thưa bệ hạ, hoàng tử xưa nay là người chính trực, xin hoàng thượng hãy bình tâm mà nghe hoàng tử trình bày. Thôi được, kẻ nào to gan dám hại ngươi? Thưa cha,
con chưa tìm được kẻ đã hãm hại con. Nhưng con hay tin Hoàng Huynh đã vào cung, nên con vào bái kiến cha. Hoàng Huynh sẽ nói cho cha biết tỏ tường. Chính con là người đã tìm được con chim đem về, vì Hoàng Huynh gặp con trước tiên. Chính Hoàng Huynh ngươi biết ngươi đem con chim về à? Thưa dân, vì cha đã dặn nếu không tìm được con chim thì không được trở về. Hoàng Huynh không tìm được nên đã mở quán rượu ở ngoài kinh thành. Và trên đường về, con đã gặp được Huynh ấy. Thưa hoàng tử, ngoài con chim đó, người còn đem vật gì về nữa không? Có, ta còn dẫn về một con chó để bầu bạn, và một cô gái nữa. Thưa bệ hạ, thật là một sự trùng hợp kỳ lạ. Truyền hoàng tử Hân vào đây. Cho truyền hoàng tử Hân. Dạ thưa cha, cha cho gọi con. Hoàng Huynh, hôm đó ở quán rượu đã xảy ra chuyện gì mà đệ bị rớt xuống biển vậy? Đệ nói gì? Ta không hiểu. Huynh nói gì lạ vậy? Đệ tìm được đồng chim trở về, đến quán rượu gặp Huynh. Anh em chúng ta đã cùng nhau uống rượu. Rồi sau đó đệ mê man bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên bờ đá giữa những con sóng cuồn cuộn. Đệ, đệ có bị ảo giác không? Đệ toàn nói chuyện quan đường, ta không hiểu gì hết. Thôi được rồi, ta hết kiên nhẫn với anh em của ngươi rồi. Ta hỏi lại, ai là người tìm được lòng chim đem về đây? Thưa cha, chính là con. Cả hai đều nhận lòng chim kia là do mình đem về. Vậy chứng tỏ là có một kẻ nói dối. Kẻ đó là ai? Nếu bây giờ thú nhận, ta sẽ tha tội. Thưa cha, là con. Là con. Muôn tàu bệ hạ, cả hai hoàng tử đều nói, ngoài lòng chim ra, họ còn mang về một con chó. Hai con vật kia chắc chắn đã gắn bó với chủ nhân của nó. Con chó là loài vật tinh khôn, biết mừng khi gặp lại chủ của nó. Vì vậy, thần trộm nghĩ, bệ hạ hãy dùng cách đó xem sao ạ. Khanh nói rất phải. Hai tên kia, nghe đây. Kẻ nào thuần phục được hai con vật kia, đó chính là kẻ tìm được lòng chim đem về, sẽ được ta truyền ngôi báo. Còn kẻ xảo trá sẽ bị trừng phạt, đánh 100 heo và đuổi khỏi hoàng cung vĩnh viễn. Cho đem hai con vật nó vào đây. Tuân lệnh. Cho đem con chó và con chim vào đây. Chó con, mày có nhớ tao không? Mày có khỏe không vậy? Mày khỏe hả? Muôn tàu bệ hạ, hai con vật đã mừng rỡ khi gặp chủ nhân của nó. Tàu bệ hạ, hoàng tử bá đây mới chính là người tìm ra được con chim. Thưa bệ hạ, chính hoàng tử bá là người đã cứu tiểu nữ và con chó thoát khỏi mụ yêu tinh trong rừng sâu. Và cũng chính hoàng tử bá là người tìm ra con chim. Nhưng trên đường về thì bị hoàng tử Hân hãm hại. Hoàng tử Hân đe dọa nếu như con nói ra sự thật thì sẽ giết chết hoàng tử bá. Thì ra là vậy. Dạ thưa cha, con nhất thời làm điều dại dột, xin vua cha hãy tha tội cho con. Tội cướp công của em, xảo trá với cha, không thể tha tội được. Đến đâu? Y lệnh. Cha, tha tội cho con cha ơi. Cha ơi. Cha.
Trẫm miễn lễ. Đa tạ vua cha. Có cái bánh là Tứ Thúc ăn đi. À, chưa có đói. Ngươi cứ ăn đi. Ủa nhưng mà Tứ Thúc, sao mình không ở trên kinh thành đi? Về đây làm gì? Vừa nghèo, vừa vắng vẻ nữa. Sáng giờ con xin, không có ai cho tiền hết á. Cho bánh không à. Ta về đây là có chuyện cần phải giải quyết. Khi nào xong chuyện, chúng ta sẽ về kinh thành. Ủa, mà chuyện gì hả Tứ Thúc? Nhiều chuyện. Ngươi là con nít, không nên hỏi nhiều. Tứ Thúc, con ra chơi với tụi nó nha. Dạ. Khoan đã. Dạ. Người uống thuốc chưa? Dạ bây giờ con uống. Ngươi còn nhớ là nếu ngươi quên uống thuốc thì tác hại sẽ như thế nào chứ? Dạ con nhớ rồi, con sẽ bị đau đớn mà chết. Cái người biết quý mạng sống của mình thì phải thường xuyên uống thuốc đều đặn. Lúc đó người sẽ khỏe mạnh như người bình thường. Dạ. Không có gì phải lo. Dạ con biết rồi. Dạ tôi hút con đi chơi. Ừ. Tụi bay đi ra. Tao có trò này chơi vui hơn nè. Chơi không? Lượm gạch phủ tao. Đã 5 năm rồi chúng ta mới trở lại nơi đây. Lòng ta thấy bồi hồi. Cảnh vẫn như xưa mà không biết người xưa thì ra sao. Còn con á, con thì không muốn đi ngang qua đây chút nào. Hồi đó người ta đuổi hai thầy trò mình ra khỏi làng mà không cần biết mình đúng hay sai. Thôi con đừng bận tâm nữa. Không phải lúc nãy con nghe chủ quán nói là con của Kim Hoa đã mất tích từ nhỏ đến giờ chưa có tin tức hay sao? Sao con không bận tâm được khi mọi người nói con là tiếp tay cho kẻ bắt cóc vỏ hô được? Biết là oan uổng rồi mà con phải thông cảm cho nỗi đau người mất mẹ. Có nỗi đau nào mà người ta còn lý trí đâu con. Chính vì vậy ta mới chấp nhận rời khỏi làng để tránh nhìn thấy cảnh phương muộn đó. Biết chà gạch những chỗ khô vậy ta. Nhưng mặt mày lại không phải. Con nhịn gì dữ vậy Tiểu Phúc?
Dạ không, dạ con nhìn tụi nhỏ chơi trò chơi, nhớ lại hồi nhỏ con cũng hay chơi mấy trò đó. À, người nói là người đi thăm trưởng làng, vậy ông ta có đón tiếp chúng ta không? Trưởng làng là người rất tốt, với lại ta ghé đó để tặng cho ông ta ít thuốc trị đau nhất mà ta bào chế. Chắc chắn là ông ta sẽ vui nhận. À, vậy thôi, sư nương vô trước đi, con ở ngoài đây cho tiện. Cũng được. Dạ. Mặt mày không giống như vợ Khôi, nhưng tài chặt gạch không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Đứa bé này nhanh nhẹn mà tuổi cũng chạc vỏ Khôi nữa. Ủa, mình chuẩn bị đi hả Tứ Thúc? Không, ta sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng. Cứ ở đây coi đồ, ta ra ngoài có chút việc, nhớ không có được đi đâu xa đó. Dạ con biết rồi. Trả sơ hút đi. Hồi nãy anh thấy em cũng chặt được mà. Tại vì em biết chặt từ nhỏ. Ồ hay vậy. Ủa cha em chị em hả? Cha, cha nào? Em đâu có cha. Ủa chứ hồi nãy anh thấy ông nào quê em á? À, dạ, ba mẹ bị tai nạn chết hết từ khi em còn nhỏ rồi. Mà em may mắn được Tứ Thúc nhận về. Tứ Thúc nuôi em xong rồi cho em đi ăn xin vòng vòng vậy á. Anh có việc rồi, anh phải đi nha. Tứ Hút mới về. Tứ Hút đi đâu mà lâu quá vậy? Ta rất cảm ơn vì sư nương đã ghé thăm và tặng cho ta thuốc. Loại thuốc này rất là hiệu nghiệm. Lúc sư nương còn ở trên chùa có tặng cho ta một chai. Nhưng từ khi sư nương đi rồi, ta tìm khắp nơi để mua nhưng không có. Loại thuốc này do sư phụ của ta truyền lại, trị các chứng đau nhất rất là hay. Lần này biết sẽ đi ngang đây nên ta mang theo để tặng ông. Chuyến này đi về miền xuôi, không biết khi nào mới trở lại đây. Ta được biết sư nương đi khắp nơi để chữa bệnh cứu người, ta cũng thấy mừng. À, cái ngôi chùa nhỏ mà lúc trước sư nương ở bây giờ cũng không có ai đến. Vậy hả? Vậy ta sẽ ghé thắp nhang trước khi đi. Ủa, tên Tiểu Phúc này đi đâu rồi mà giờ chưa thấy trở lại đây ta? Chà, nó bây giờ chắc đã lớn dữ rồi. Sư nương ơi, sư nương, con có việc này bất ngờ lắm. Tiểu Phúc à, chúng ta chỉ ghé qua đây thôi, không định gây họa gì nữa đây. Tiểu tử năm xưa đây sao? Bây giờ đã lớn, trông khôi ngô quá đó chứ. Nhãn chào trưởng làng. Mà sư nương ơi, sư nương cố ở đây thêm vài ngày nữa đi. Con có việc này quan trọng lắm. Tiểu Phúc, con định gây họa gì nữa đây mà đòi ở lại vài ngày hả? Con đâu có làm gì sai đâu, chỉ là con chưa tìm được chân tướng thôi, nên không thể nói cho mọi người biết được.
Trưởng làng cho con thêm một cơ hội nữa đi. Trong vòng 2 ngày con hứa sẽ làm sáng tỏ mọi việc mà. Tiểu Phúc à, nhưng mà có chuyện gì con phải nói cho ta biết mới phải. Ta nghĩ sư nương nên cho chàng trai này một cơ hội. Sư nương có thể về ngôi chùa nhỏ tá túc một vài ngày cũng được. Chồng tôi bị bạo bệnh, qua đời đã gần được một năm. Chỉ còn có Võ Khôi là đứa con duy nhất. Nó lại là cháu đích tôn của dòng họ Võ nữa. Bây giờ nó bị mất tích, tôi biết phải sống làm sao đây trưởng làng ơi. Ta nghe đồn trên huyện dạo này có đám người xấu chuyên bắt cóc con nít, cho nên sư nương mới phải đến đây để tá túc. Không ai biết gia cảnh của bà ra sao. Vậy còn tên tiểu tử kia thì sao? Lai lịch của nó cũng rất là mờ ám. Lỡ đâu nó cũng có quen biết với đám người xấu thì sao? Thưa trưởng làng, tôi có lên chợ huyện hỏi kỹ. Người ta nói chỉ thấy cậu bé đi với một chú tiểu, còn đi đâu thì không ai biết. Võ Khôi là đứa cháu trai duy nhất của dòng họ Võ. Nếu chồng ta đi săn về biết được chuyện này, sẽ không để yên cho ông và mọi người đâu. Nếu như không tìm lại được con tôi, chắc tôi chết mất. Tôi không cần bắt bà ta lên quan, tôi chỉ cần bà ta bắt tên tiểu tử kia trả con tôi lại cho tôi. Thưa trưởng làng, chúng tôi đã cho mọi người đi tìm ở khắp mọi nơi, từ trên huyện về đến đây, nhưng không thể nào tìm được công tử ở đâu cả. Trời ơi, con ơi, bây giờ con đang ở đâu? Con em đang ở đâu? Có chuyện gì mà từ lúc mở về tới giờ tôi thấy người không được vui? Chắc tại là đi đường xa về cho nên ta hơi mệt thôi. Ta đi khắp nơi, trên đường đi gặp chùa nào ta cũng ghé vào để cầu xin cho con trai ta được bình an. Công tử Khôi Ngô phúc dày, tôi tin là công tử còn sống. Xin mở hết bình tâm nghe mà. Ta cảm ơn ông. Quên nữa, chị Ngọc Ái đâu? Sao ta về từ nãy giờ mà vẫn không thấy? Dạ, mà ấy đi đâu thì không có thấy nói. Mà từ lúc cậu trưởng mất tới giờ á, thấy mở ấy sao sao á, làm như có cái điều gì lo lắng á. Mở thứ nè, tôi nghe người ta đồn á là họ Võ nhà này á bị lời nguyền tiệt tự tiệt tôn đó mà. Ai đồn như vậy? Người ta đồn như thế nào? Ông nội tổ nhà này á là quan cẩn thận ở triều đình, nghe nói đã ra tay á giết quan một số quan quân vô tội, nên bị các cái vong linh nó đeo bám, rồi nó nguyền rủa cho tiệt tự tiệt tôn đó. Tuy thê thiếp á nhiều nhưng chỉ sinh có một người con trai duy nhất à. Rồi tới cái đời của cha chồng mợ á cũng có hai người con trai. Cậu Thứ á mất cách đây mấy năm, rồi bây giờ Võ Khôi á thì mất tích. Cậu trưởng á mất cũng chưa được giáp năm nữa. Đàn ông nhà này riết là không còn ai cả hết mỡ à. Thôi, ông đừng nói nữa. Mỡ, ta mệt rồi. Ta
vào trong nghỉ ngơi đây. Mà cẩn thận nha mà. Đồ đạc trong phòng lộn xộn vậy nè, hình như có ai vào phòng của ta. Ai đã vào phòng của ta? Lão Tính, Lão Tính đâu? Dạ. Dạ có chuyện gì vậy mợ? Có ai đó đã vào trong này lục lọi đồ đạc của ta, lão có biết hay không? Tên trộm này vậy là nó hay quá hay. Ủa nó vào đây không có nghe cái tiếng động nào cả mợ. Trộm mà. Vô lý. Nếu là trộm, tại sao trang sức và tiền bạc của ta vẫn còn đủ cả? Vậy hắn vào đây để làm gì? Chuyện này lạ thật. Trong nhà chỉ có mấy người mà toàn là người tính cẩn không. Họ ở đây cũng rất lâu, tâm tính của họ cũng rất tốt mà. Chuyện này lão đừng kể với ai nghe cả, cứ coi như là chúng ta chưa biết gì hết. Nhưng mà kể từ giờ phút này trở đi, lão phải cẩn thận để ý tất cả trong nhà này, cửa nẻo thật là kỹ lưỡng, biết chưa? Dạ vâng ạ. Mà thưa bà, cho con xin ít đồng lẻ ăn cơm. Các ngươi vô nhà trước đi. Tứ Ngô. Phải, là ta đây. Ông đến đây làm gì? Tất nhiên có chuyện thì ta mới đến tìm bà. Lần này ta đến đây là muốn thương lượng với bà một chuyện. Thương lượng chuyện gì? Ta đã đưa cho ông cả 100 lạng bạc rồi còn gì nữa. Không phải là chuyện đó, mà là chuyện khác. Chuyện khác? Là chuyện gì? Mà cái thằng nhỏ, ông đã giết nó chưa? Xin bà thứ lỗi vì đã không làm theo ý bà. Chẳng những ta không giết nó, mà ta còn nuôi nấng nó thành người. Hàng ngày nó theo ta đi ăn xin khắp nơi, và theo ta thấy nó là một đứa con rất hiếu thảo. Tại sao không nghe lời của ta? Nếu như chuyện này mà dở lỡ ra thì... Bà yên tâm, ta đã cho nó uống thuốc thay hình đổi dạng và làm mất hết trí nhớ. Hiện giờ nó không biết mình là ai, chỉ biết mình là một kẻ mồ côi và được ta mang về nuôi nấng. Nếu vậy, hôm nay ông tới đây tìm ta có việc gì? Theo ta được biết thì trong dòng họ Võ có một gia bảo rất quý giá, và ta tin là bà cũng biết nó. Đó là miếng ngọc bội. Nhưng sao ông biết? Một miếng ngọc bội quý giá như vậy, ai nắm được nó trong tay sẽ nắm toàn quyền trong gia tộc. Ngoài việc được hưởng bổng lộc của triều đình, còn được thăng quan chức tước. Một báu vật như vậy thì làm sao ta không biết đến nó được. Miếng ngọc bội ấy đang nằm trong tay của Kim Hoa, vì ả ta là người sinh cho gia tộc này đứa con trai duy nhất của dòng họ Võ. Ta cũng đang tìm nhưng vẫn chưa thấy nó. Làm sao bà tìm được nó? Chỉ có một cách để khiến ả phải đưa ra. Cách nào? Đó là chuyện của ta. Sau khi lấy được miếng ngọc bội, ta sẽ rời khỏi chỗ này
còn bà hãy kiếm cách đuổi A đi. Bà là giáo trưởng, bà sẽ nắm toàn bộ gia sản. Được. Làm gì mà ngủ sớm như vậy? Người đã uống thuốc chưa? Dạ rồi, mà có gì uống thuốc? Không, ta chỉ lo cho sức khỏe của ngươi thôi. Nếu uống rồi thì ngủ tiếp đi. Gây quả chưa đủ hay sao mà bây giờ còn rình mò nhà người ta, lỡ người ta phát hiện nói mình ăn trộm thì khổ. Dạ đâu có đâu Xuân Nương, khi ở chợ con là thấy một bạn có tài chặt gạch, có cử chỉ y hệt Võ Khôi luôn, xong rồi con mới hỏi bạn thì bạn không có biết gì về cha mẹ của bạn hết, nên con đã theo dõi và chắc chắn đó là Võ Khôi, con của Kim Hoa. Con xin Xuân Nương và trưởng làng hãy giúp đỡ bạn ấy. Nếu ta nhớ không lầm, Kim Hoa báo có một đứa con trai 7 tuổi bị mất tích. Mà nếu bây giờ tính ra thì tuổi của nó cũng trạc cái tuổi người bạn mà con vừa gặp. Nhưng mà theo con nói thì bạn ấy không nhớ, không biết gì về cha mẹ của mình. Như vậy thì làm sao ta có thể giúp được cho con? Dạ không có đâu, bạn ấy bị tên Tướng Ngô cho uống cái thuốc rồi gọi là thay đổi hình dạng, làm mất trí nhớ. Uống thuốc thay đổi hình dạng, mất trí nhớ. Theo tao biết thì gia tộc của họ Võ từng có công rất lớn với triều đình. Nếu thật sự đã có manh mối thì chúng ta phải giúp cô Thiêm Hoa tìm cho ra đứa con của mình, bởi vì nó là đứa con duy nhất của dòng tộc. Nếu như cần thiết, ta sẽ báo lên quan để bắt tên Tướng Ngô điều tra cho rõ chân tướng. Mà làm sao con biết được tên Tướng Ngô á cho uống cái loại thuốc mà thay hình đổi dạng? Dạ, con có rình và nghe thấy được là cô Ngọc Ái sai tên Tướng Ngô bắt bạn Võ Khôi về cho uống thuốc thay hình đổi dạng là mất trí nhớ. Bây giờ bạn phải theo hắn làm nghề hành khúc á. À, dạ, con có lấy được cái lọ thuốc từ tên Tướng Ngô. Con biết được là sư nương rất giỏi về y thuật, nên người hãy xem thử đây là thứ thuốc gì. Sư nương biết loại thuốc này sao?
Quả thật đây là loại thuốc rất đặc biệt, nó có thể thay hình đổi dạng và làm mất trí nhớ của người ta. Nhưng có lẽ sư nương biết được điều gì sao? Ta sẽ giúp con tìm ra chân tướng sự việc này. Vậy con cảm ơn. Nó đã bị ta cho uống thuốc ngủ sai hết, không ai có thể vô đây cứu mà được đâu. Ngươi muốn cái gì? Muốn gì? Điều ta muốn là miếng ngọc bội gia truyền của dòng họ Võ. Ta biết là bà đang giữ nó, muốn toàn mạng thì giao nó ra đây. Không bao giờ. Miếng ngọc bội đó là của con trai ta, ta sẽ không bao giờ giao cho người khác. Của con trai ngươi à? Nếu bây giờ ta nói con trai của ngươi đang nằm trong tay của ta thì sao? Cái gì? Ngươi giữ con trai ta? Con trai ta đâu? Mau trả con trai ta lại đây. Đâu có đơn giản như vậy nữa. Giao biết ngọc bội ra, ta sẽ cho ngươi gặp con trai của mình. Không, ta không tin ngươi. Ngươi phải cho ta nhìn thấy con trai ta thì ta sẽ đưa miếng ngọc bội cho ngươi. Giao ngọc bội ra, ta sẽ cho ngươi gặp con trai. Cho ta thấy con trai ta, ta sẽ giao miếng ngọc bội cho ngươi. Ta không thương lượng với ngươi nữa. Nếu ngươi không giao ngọc bội, con trai của ngươi khó bảo toàn mạng sống. Sao? Ngọc bội ta đang giữ đây. Chỉ cần ngươi cho ta thấy con trai ta, ta nhất định sẽ đưa nó cho ngươi. Thôi được, theo ta. Đây là ai? Đây đâu phải là con trai của ta. Nhìn cho kỹ đi. Trời ơi, đúng là con tôi rồi. Đúng là con tôi rồi. Là con tôi nè. 5 năm rồi. Trời ơi, con ơi, con của tôi lớn như vậy rồi hay sao? Quá ra nó vẫn bình an. Con tôi không sao hết. Con tôi không sao hết. Ủa? Sao vậy nè? Con ơi! Con! Con ơi! Con! Trời ơi, con tôi sao vậy hả? Sao con tôi nó nằm im ru vậy nè hả? Tại sao vậy? Sao con tôi nằm im ru vậy? Nó mệt quá, nó ngủ thôi. Sao? Nó chỉ ngủ một lát rồi nó sẽ dậy. Bà đã được gặp con của mình, về thể thực hiện lời hứa của mình đi. Giao miếng ngọc bội ra đây. Bảo đảm với bà là nó sẽ không sao. Mau giao ngọc bội ra đây. Được rồi, để tôi giao cho ông.
Nè, người gây ra án mạng xong rồi người bỏ trốn vậy đó hả? Án mạng cái gì? Họ chỉ tạm thời ngủ thôi. Bây giờ ta sẽ đưa đứa nhỏ đi. Khi thức dậy, bà sẽ đi tìm con của mình. Bà tìm cách đuổi á ra khỏi nhà. Sau đó bà sẽ chiếm trọn cái gia tài này. Sư tỷ. Ngươi còn gọi ta là sư tỷ hay sao? Uổng công ta đã coi ngươi là sư đệ tốt, nên đã chỉ cho ngươi phương thuốc gia truyền mà sư phụ đã dạy cho ta. Ngươi đã dùng phương thuốc đó thay hình đổi dạng để đi hại người, làm sư phụ đã đuổi ta khỏi nhà vì nghĩ ta đồng lõa với ngươi. Sư tỷ hãy tha lỗi cho đệ vì đã khiến cho sư tỷ chịu mang tiếng oan như vậy. Ta không màng đến chuyện đó. Cái chính là ngươi không chịu cải tà quy chính. Ngươi tham lam lấy hết của người này đến lấy của người khác. Lần này ta không tha cho ngươi đâu. Không tha cho đệ. Nếu vậy tỷ sẽ làm gì? Gì vậy? Cái người lại quân quân đứng lại đây và đã bao vây khắp cả căn nhà này. Các người không chạy thoát đâu. Với chứng cứ rày rành, các người phải chịu tội trước triều đình. Trưởng làng ơi, đừng bắt tội tôi, đừng bắt tội tôi. Chỉ vì lòng tham mà bà đã bắt cóc con trai của cô Kim Hoa, rồi còn tiếp tay cho gian tặc vào nhà. Tội của bà không nhỏ đâu. Tiểu Phúc, con hãy lấy thuốc giải này cho mẹ con họ uống, chút xíu họ sẽ tỉnh lại thôi. Dạ. Sao không? Dạ thưa không. Cảm ơn ông. Cũng nhờ có sư nương đã cho thuốc giải trước, cho nên độc không ngấm vào người tôi được. Cái gì? Dạ. Cả các người thông đồng với nhau để gạt ta. Các người đã gạt ta. Đúng vậy. Ta đã biết trước âm mưu của người nên bày ra cái này để trả lại cho người. Còn miếng ngọc bội người đang cầm chỉ là đồ giả thôi. Không giả. Sao ngươi lại hại ta? Ta có thù oán gì với ngươi đâu. Vì ngươi á mà ta phải mang tiếng là tiếp tay cho kẻ đã bắt cóc đứa trẻ này trong 5 năm qua đó. Ta đã muốn thực hiện kế hoạch này từ lâu, nhưng hắn lúc nào cũng đi sát bên mẹ, ta không thể ra tay được. Trời xui đất khiến, khi người xuất hiện thì thằng này chạy lên bên ngươi. Một cơ hội hoàn hảo để ta thực hiện kế hoạch. Nhưng ta thật sự không ngờ ngươi lại chính là đệ tử của sư tỷ ta. Đúng là trời cao có mắt. Ngày xưa ngươi lợi dụng lòng tốt của ta để hại ta, hại thầy. Bây giờ ngươi phải cúi đầu nhận tội trước đệ tử của ta. Không, cam tâm, cam tâm. Người đâu? Không chạy đi. Tôi biết lỗi của tôi rồi. Tôi biết lỗi. Kim Hoa. Ngọc Ái. Chị Ngọc Ái. Tỉnh rồi, con trai của mẹ.
cũng từ 5 năm trôi qua, mẹ con mình cũng được gặp lại nhau rồi. Em nhớ anh không? Tiểu Phúc. Vậy là sau 5 năm lưu lạc, thầy trò Tiểu Phúc cũng được giải oan. Cả hai trở về ngôi chùa xưa và tiếp tục hành nghề bốc thuốc cứu người. Dân làng ai cũng yêu mến và cảm phục tài đức của hai thầy trò. Nhan đi chị. Nhan đi chị. Điện thoại như cây vậy. À vậy hả? Đây cho chuyển cây. 2 đồng chị ơi. Chị cây đó. Mua đi chị. Cây đây à. Dạ. Bán chị. Con mua nhan con đi cô. Chú ơi, mua nhang chú ơi. Trời, tiền của tôi đã mất hết rồi. Trời, tiền tôi đã mất hết rồi. Tôi để đây nè. Tôi xin tiền. Làm ơn tối qua cô cho tôi xin tiền. Ông trời ơi, ông già bị sao vậy ông già? Không có tiền cho xin tiền đi. Trời ơi vậy hả? Nè ông cầm cái này nè, ông đi mua cơm ăn đỡ đi. Trời ơi tội nghiệp quá ông già cả rồi. Đói quá, khát quá. Cho tôi ăn, cho tôi uống đi cô bác ơi. Đói quá, khát trời ơi, quá. Sao giống ông già nãy dữ vậy trời? Hả? Trời ơi, trời má. Ây da má, má. Ây da má. Ta phải nghe lời cha mẹ, lên tỉnh đi học một thời gian để có cái nghề. Ta biết mẹ cũng không vui gì, vợ chồng lấy nhau non năm thôi, bây giờ phải cách xa, ta đau lòng lắm. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Cha mẹ vì lo lắng cho chàng nên mới quyết định như vậy. Chàng ráng lo học để có cái nghề rồi về với em nha. Một thời gian ngắn thôi là chàng sẽ học xong. Nhưng mà xa này một ngày ta phải cảm thấy nó dài hơn một năm. Đặt bắt ta phải sống làm sao đây? Ta phải sống như thế nào đây hả? Chàng đừng có bi lụy như vậy. Thoát một cái á,
là vợ chồng mình sẽ được kề cận bên nhau mà. Bây giờ chàng cứ đi học đi. Khi chàng về, lúc đó em sẽ vui hơn, bởi vì chàng đã thành tài. Lên trên đó không có em chăm sóc, chàng ráng lo cái ăn cái ngủ, đừng để hao tâm khổ trí rồi sinh bệnh nha. Ta biết rồi, để đừng quá lo lắng, bà ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Chàng lên đường đi. Chồng con nó lên tỉnh lo học là để lo cho tương lai sau này. Con nên khuyến khích chứ đừng có bệnh rịnh như vậy mà làm chùng chân nó, biết không? Dạ thưa cha, con biết rồi. Ông à, ông làm như vậy á có quá khắt khe với con dâu không? Hai đứa nó là vợ chồng son thì dĩ nhiên chia tay nhau thì phải bệnh rịnh rồi. Tôi làm vậy là muốn tốt cho vợ chồng nó, chứ có hà khắc hay là ép uổng nó gì đâu. Từ lúc thành gia lập thất tới giờ, con trai mình nó không có biết gì đến chuyện nhà, chuyện cửa. Cứ quấn quýt riết bên vợ nó, không màng thế sự. Cả cái chuyện mà theo tôi buôn bán nó cũng bỏ mặt. Ông nói như vậy tôi nghe cũng phải. Cầu mong sau khi nó xa vợ nó, nó sẽ dồn tâm huyết vô để mà học nghề. Mong là vậy. Nằm ở cửa cho tay đấy. Ai đó? Thầy là chồng của nàng đấy. Ờ, sao chàng lại quay về giờ này? Ờ, sao chẳng phải là chẳng phải chàng đang học nghề trên tỉnh sao? Ta nhớ nàng quá, ta xin phép đây để cho ta về đây gặp đàn đó. Ờ, nhưng cha mẹ có biết chàng về đây không? Mà chàng đã ăn uống gì chưa? Hay là để em đi thổi cơm nha? Thôi được rồi, ta đã ăn trên đường về đây. Với lại giờ này nàng đừng làm phiền cha mẹ thức dậy, kẹo không chúng ta bị la mắng đó. Ta nhớ nàng quá cho nên về đêm khuya như vậy cho thỏa lòng nhớ mong. Khi nào mà gà gáy ta lại lên đường đi học tiếp. Ờ, nhưng nơi chàng học cách đây 2 ngày đường, làm sao chàng có thể đi kịp? Nàng đừng có lo, ta đã xin phép thầy rồi. Với lại ta đã giấu cha mẹ, nói là học ở nhà thầy Huấn Lê cách đây chừng 10 dặm, để tiện thầy lâu lâu về đây ghé thăm thầy. Ờ, nàng xem như không biết gì, đừng cho ai biết hết nghe. Ừ, you
Từ đó, chồng cứ vài ba ngày lại về thăm vợ một lần. Người vợ thì yêu chồng nên kín tiếng. Vì vậy, trong nhà ngoài ngõ không ai biết. Cứ như vậy cho đến nửa năm. Con có trong phòng không con? Dạ. Dạ, mẹ vào đi mẹ. Con. Dạ, con chào mẹ. Con với mẹ đó. Mình đi chợ đi con. Hôm nay nhà mình có khách quý nè. Phụ với mẹ ăn tay làm cho nó mau mau nghe con. Dạ, con biết rồi. Ý, khoan đã. Dạ, sao nét mặt con xanh xao quá vậy con? Con có bị bệnh gì trong người không? Hả? Nói mẹ biết đi. Dạ, không sao đâu mẹ. Chắc là tại hôm qua con ngủ không được thẳng giấc, cho nên sáng nay con thấy người hơi uể oải thôi. Không sao đâu mẹ. Nhưng mà nói gì nói á, hai mẹ con mình đi chợ, sẵn ghé qua thầy Lan á, bốc một thang thuốc để con uống á, nó bồi dưỡng với lại định thần lại, nghe không con? Chung thôi dạ. Chồng con về thấy con xanh xao vàng giọt gì, rồi mất công nó nói mẹ không biết thương dâu nữa. Đi con. Cái gì đây con? Trời, sao có áo đàn ông trên giường của con vậy? Mẹ ơi, áo này là của chồng con. Mẹ nhớ rồi. Cái áo này mẹ mua giải mẹ may cho nó chứ đâu. Dạ. Mẹ biết rồi. Chắc có lẽ con nhớ chồng con quá. Con ngủ không có được. Cho nên con lấy cái áo của nó còn để dưới gối. Để lấy hơi chồng ngủ được, phải không? Thôi đi con, đi chợ thôi, kẻo trễ đó, tan chợ đó. Dạ. Đi con. Mẹ đi trước đi, lát con ra liền. Đi liền đi con. Ông uống thử cái trà này nó có thơm không ông? Trà thơm đó bà. Ông bà ơi, ông bà coi ai về nè. Trời ơi. Con mình về bà ơi. Con tôi về rồi. Trời ơi con trai. Mẹ mình về bà ơi. Trời ơi con, sao con ốm quá vậy? Bộ học nghề cực khổ lắm hả con? Mẹ khỏe không? Khỏe. Con làm cái gì vậy? Buông em ra. Nàng ơi, ta vui quá. Lâu lắm rồi ta mới được gặp nàng. Nhờ thầy cho phép ta mới về gặp nàng nè. Nàng biết không, nửa năm rồi đó. Nửa năm rồi, nàng có nhớ ta không? Ta nhớ nàng lắm. Buông em ra. Chàng nói cái gì vậy? Không có thầy mẹ ở đây, chàng cần gì phải làm như vậy? Nàng sao vậy? Nàng không vui à? Lâu rồi không gặp ta là không vui sao? Chàng cứ giỡn hoài à. Cách đây mấy hôm chàng lại về đây. Mình có xa cách gì đâu mà đon đả mừng rỡ. Nên cái gì? Nên nói vậy là sao? Cách đây mấy hôm. Nên nói cái gì vậy? Nếu như ta không nhầm thì ngày mai mới đúng nửa năm trời ta về đây. Tại sao cách đây mấy hôm ta về đây hồi nào? Vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra? Chàng nói sao? Thật sự là nửa năm rồi chàng mới về đây. Phải. Nàng ơi, có chuyện gì vậy? Chỉ cho tao biết chứ.
Vợ con nó sao rồi? Dạ, vợ con ngủ tiếp đi rồi. Con à, mẹ thấy mặt mày nó ủ rũ dữ lắm đó con. Con à, canh chừng vợ con đi, kẻo nó quyên sinh á thì khổ đó. Ây trời, ai đời một cái gã yêu tinh mà nó đổi lốt thành chồng mình thì làm sao nó biết nó đề phòng được chứ. Dạ con cũng biết vậy, nhưng con chỉ lo ngại mai này con lên tỉnh đi học lại, vợ con lại xảy ra như vậy tiếp. Hôm ấy hay là... Không được. Dạ. Chuyện học hành không thể bỏ dở được. Mẹ con đã thỉnh bùa về treo trước cửa rồi. Hễ đêm khuya mà có ai lén vào phòng đó, vợ con hét to lên để cho gia nhân nó xông ra nó trói lại. Cái gì vậy? Yêu tinh, trói nó lại thật chặt để con nó biến thành chó thoát. Đâu có đâu, con trai của mình mà. Con là con của cha mẹ nè, cha mẹ kêu người bắt con vậy. Đúng rồi, là thả ra đừng làm cho cô chủ đau, thả ra máu. Khoan đã, giữ lại. Khoan đã, cha mẹ à, hồi sáng này chồng con mới lên tỉnh thì làm sao bây giờ có thể về đây kịp được? Đúng rồi, nó mới đi hồi sáng mà. Em ơi, anh lên tỉnh nhưng lòng anh nghĩ tới em. Anh cứ sợ đâu, vợ của anh gặp chuyện gì đó, cho nên anh mới chạy về đây bắt con yêu tinh đó, không được làm hãm hại vợ anh. Nhưng không ngờ anh vừa mới vô đây, mới mở cửa ra, em đã hét toáng lên và kêu người bắt anh. Vợ ơi, chồng này vợ ơi. Không, cha mẹ, con nghi người này không phải là chồng của con. Người này chính là yêu tinh. Yêu tinh đổi lốt người, lừa dối mình đó cha mẹ à. Kìa, nàng, tại sao nàng nói ta là yêu tinh? Ta là chồng của nàng kia mà. Chồng của nàng đây. Làm sao đi ông? Nếu muốn biết rõ thật hư đó thì sai gia nhân á lên tỉnh kêu thằng con mình về đó, lúc đó đó thì sao định đoạt cũng được đó bà. Cha, con là con của cha, hà cớ gì cha không tin con? Con e rằng nhân dịp này con yêu tinh đổi lớp người làm sao nhậu gia đình ta. Đúng rồi đó ông nhìn kỹ đi, đây là con trai của mình đây nè, nó đúng là con trai của mình đó. Trước khi trắng đen chưa rõ, tôi cũng không dám quả quyết y là con trai của mình hay không nữa. Bây giờ ngươi mau lên tỉnh nói với cậu về gấp cho ông dạy việc. Dạ con đi nhanh lên. Trời mẹ. Em ơi, nhỏ ơi. Dạ được không bà, cậu đã về. Cha, mẹ, vợ. Trời ơi, hả? Con trai tôi về rồi. Ủa, người này là ai? Yêu tinh, ngươi thật là xảo quyệt, dám đòi lốt mình này của ta, làm điều sằng bẫy à? Ngươi mới chính là kẻ giả danh để gàn gẫm vợ của ta. Đồ gian trá, ngươi mới là yêu tinh, ngươi hãm hại vợ ta, gia đình ta. Buông ra. Cậu, cha mẹ, chả lẽ cha mẹ không nhận ra con của cha mẹ sao? Ngươi đừng lớn tiếng ở đây, ai là cha mẹ của ngươi? Vợ ơi, không lẽ nàng không nhận ra ta sao? Ta là chồng của nàng đây. Đồ xảo trá, dám dụng người bừa bãi để qua mặt vợ ta sao? Vợ ơi, anh mới là chồng của vợ đây nè, vợ không nhận ra anh sao? Ngươi là yêu tinh đội lớp, không phải là người. Ngươi mới chính là kẻ ngậm máu của ngươi. Đừng lớn tiếng ở đây. Thôi, hai ngươi đừng tỏ tiếng nữa. Ôi trời ơi, trời ơi, tôi biết tính sao bây giờ ông. Hai người nó giống nhau như là hai giọt nước gì đó. Tôi là người mang nặng đẻ đau, mà tôi cũng không biết thật hư như thế nào nữa.
Bà bình tâm đi. Chuyện này chỉ có một cách, là trình lên quan trên, để cho quan trên tra xét. Lúc đó là kẻ giả mạo sẽ lòi ra đuôi cáo. Yêu Tinh, ngươi thật là to gan, dám lộng giả thành trơn để hãm hại người vô tội. Giữa thanh thiên bạch nhật, chúng ta thật đổ trắng thay đen. Nhưng có ta ở đây, ngươi đừng mong tác oai tác quái. Hãy mau hiện nguyên hình để chịu tội. Kìa, còn không mau hiện hình đi. Ta có phải Yêu Tinh đâu mà phải hiện hình. Cấm miệng. Dạ, dạ thưa quan, hai người giống nhau như là hai giọt nước, không thể nào phân biệt được. Ngay chính tôi nè, tôi là mẹ đẻ mà tôi còn không phân biệt nữa là. Bà là mẹ, chắc bà phải biết con trai mình có một đặc điểm gì từ hồi nhỏ, để bà nhận dạng ra nó chứ. Đúng rồi. Trời ơi, quan nhắc thì tôi mới nhớ. Khi mà tôi hạ sanh thằng bé ra, tôi thấy được thằng bé nó có một nốt ruồi son nằm bên phía vai phải của nó. Đúng vậy không ông? Nhớ rồi. Bà còn nói với tôi cái nút ruồi này là nút ruồi phú quý đó. Đúng rồi ông nó ơi. Nó giống tôi mà tôi không nhớ sao được. Giống sao được. Ông nằm bên dây trái, nó nằm bên dây phải. Dạ. Cái nút ruồi son đó càng ngày càng đẫm, không bao giờ phai lạc. Bây giờ có đó để làm bằng chứng nữa quan. Dạ. Quân đâu? Lột áo cả hai ra xem. Nếu ai mà có nút ruồi son bên dây trái thì đích thị là con của ông bà bá hộ đây. Dạ 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 phải dạ phải. Dạ dạ. Dạ phải. Có nút ruồi rồi mẹ ơi. Con mình bà ơi, nút ruồi kìa. Dạ. To gan. Người này có nút ruồi son bên vai phải thì chính là con trai của ông bà phú hộ đây. Còn ngươi yêu quái phương nào, mau hiện hình. Đừng dạ. Để ta dùng nhục hình. Dạ. Quan cho tôi lắm. Quan ước gì? Dạ. Tôi cũng có nút ruồi son trên vai phải. Trời ơi ông ơi, nút ruồi kìa bà. Nó cũng có nữa. Vậy sao đứa nào không có nút ruồi vậy? Đứa nào là con của tôi đây? Trời ơi ông ơi, tôi chết rồi. Đứa nào là con của tôi đây? Làm sao tôi biết? Quang ơi, giờ làm sao? Tất cả im lặng. Ta đã có cách. Bây giờ giải hai tên này lên kinh thành diện kiến đức vua. Mong rằng thiên tử sẽ có cách tra ra chân tướng vụ án này. Đúng rồi đó. Đúng rồi mẹ. Đúng rồi con. Đích thị trong hai có một ma quỷ giả dạng. Nếu là người sinh đôi thì không thể giống nhau thần dị đến thế. Nhưng ta có cách phân biệt đâu là người, đâu là ma. Vậy thần mạn phép xin được hỏi hoàng thượng sẽ làm cách nào? Ma quỷ là vật vô hình, ánh sáng mặt trời có thể xuyên qua không để lại bóng. Ta sẽ cho chúng đứng giữa sân rồng. Kẻ nào không có bóng thì chính là ma quỷ hiện hình.
có phải nhà vua đang điều tra vụ án của gia đình Phú Hộ họ Lương đúng không? Trong hai có một kẻ giả dạng nhưng không phải là ma quỷ, mà đích thị nó là một con chuột già sống lâu năm thành tinh, lửa, nước, đồng, sắt không thể nào làm hại nó được. Bùa chú cũng mất linh nghiệm trước nó. Chỉ có một cách nhà vua phải lên thiên đình gặp Ngọc Hoàng Thượng Đế, mượn viên ngọc mắt mèo mài ra mới trừng trị nó được. Nhưng trước hết nhà vua phải nghĩ cách để nó tách khỏi lớp người và hiện nguyên hình tinh con chuột. Đem xác con chuột tinh này đốt thành cho, quăng xuống sông cho ta.